Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục thì về pháp học thì chúng ta còn hai buổi, còn về pháp hành thì chúng ta có một buổi chiều ngày mai là chúng ta sẽ lấy kinh nghiệm qua cái phần thực tập. Thì hôm nay chúng ta tiếp qua cái phần mà ngày hôm qua, thì cái phần mà chúng ta hôm nay chúng ta cần phải ghi nắm bắt đó là cái phần mà tâm tùy quán ha, thọ tùy quán, thọ tùy quán rồi. Thì hôm nay thọ tùy quán rồi mà, thọ thân thọ tâm, thọ thân có ba, thọ thân có ba, thọ tâm có ba. Thọ thân thì có ba là khổ lạc xả, rồi thọ tâm thì có hỷ u xả, được chưa? Dạ. Hả? Mới hỷ à thôi hả? Mới có hỷ à nè, nên nó chưa có u à hả? Rồi thì nó đều là giống nhau. Khi ta ngồi thiền hay là ta đang đi trong bốn quay nghi, phải không? Chúng ta trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, thì khi chúng ta ví dụ như ta đang đứng như thế này, phải không nè? Khi ta đang đứng mà chư tăng chư ni chúng ta biết đó, khi ta đứng á chúng ta phải tập như nè, nó cái dễ á thì chúng ta khó mà thấy được pháp. Do đó đó, theo kinh nghiệm của sư á thì sư thường thường gợi ý thôi, còn tùy chúng ta, mỗi người có cái sở thích riêng, không ai bắt ai giống ai được đó. Giống như là sư thì sư thích lấy cái khổ để mà sư tìm ra cái pháp, để mà sư lấy pháp thấy nó rõ mà nhanh nó mau, còn sư không có nuôi dưỡng nó hay là sư không có chiều nó, do đó sư không có quẩn đãi để mà chờ đợi nó lên cho thấy. Thì thường thường á, khi mà đứng á thì người ta đứng á là người ta đứng trong khoảng 5 phút rồi bắt đầu người ta mới khởi hành, người ta đi thiền hành, phải không nào? Thì khi mà sư đứng á thì sư không chịu đứng 5 phút, sư đứng nửa tiếng, thì quả thật là đứng nửa tiếng không có đứng quen đâu, đứng một hồi nó muốn chết luôn rồi đó, phải không? Nó mệt, tại vì đứng một hồi đó đầu của mình nhức, đầu mình nhức tại vì sức hút của trái đất mà làm cho đầu mình muốn gục xuống rồi đó, cái người mình nó bắt đầu nó nặng xuống, mà đứng hoài, đứng một chỗ là cứ để yên vậy thôi, đứng à vô à ra à, mình cứ tập trung mình theo dõi hoài, phải không? Rồi cái lúc đó cái bắt đầu nó mệt, đứng chừng 10 phút nó bắt đầu nó mệt à, nó muốn mình phải đi để mà thay đổi cái quay nghi, chứ mình đứng hoài mình chịu không được đâu. Cái sư không chịu đi, con đốc long đi thì cái thân nó bắt đầu nó khổ, nó làm mình khổ lắm, nó nhức hai bắp chuối, rồi nó nhức cái ngang cái thắt lưng ngang nè, nó đủ thứ hết á, rồi cái đầu mình bắt đầu nhức, nó qua mắt nữa. Cái sư bắt đầu sư khổ à, bắt đầu mình nhìn pháp. Cái đó là cái kinh nghiệm của sư thôi. Còn có một số hành giả khác đó, người ta không dám đối diện mạnh như vậy, họ không dám uống thuốc liều thuốc mạnh, họ uống thuốc nương thôi. Do đó đó, thì khi mà đứng như vậy đó thì mình bắt đầu mình niệm vô à ra à, cũng vẫn theo dõi hơi thở, mình bám hơi thở mình làm điểm niệm tựa. Thì giống như con nhện, sư nhắc lại chư tăng chư ni nhớ, mình luôn luôn sống như con nhện nằm ở trung tâm màn lưới nhện và không có nên ra ngoài biên địa của màn lưới nhện. Luôn luôn tất cả vật thể nào nó tới cái màn lưới nhện thì mình biết mình ra, mình trở vô cũng trung tâm, tức là mình cứ giữ cái hơi thở để mà làm điểm tựa cho cái tâm mình kiên cố, cái niệm mình lên nó mạnh, cái định nó mình mạnh, cái tuệ mình phát triển lên, nó cho một cái có một sự kiên cố vững chắc đã, mình tập cho cái niệm nó mạnh. Thành ra đó thì khi mà mình đứng một hồi cái nó đau quá, khổ cái thằng lên, thì khổ cái thằng lên đó, thì nó báo trước hay là cái tâm mình biết trước, đó lúc đó mình nhìn cái đó mình biết. Do đó có hai thể loại mà hành giả chứng đắc đạo quả. Có những hành giả chứng đắc đạo quả từ cái vô thường, có những hành giả chứng đắc từ cái vô ngã, có những hành giả chứng đắc từ cái khổ đau, có những hành giả chứng đắc từ nơi cái vô ngã mà họ chứng đắc. Đại đức Xá Lợi Phất á thì ngài chứng đắc từ nơi cái tướng vô ngã. Qua khi nghe A Sà Chí nói một câu, mỗi pháp sanh lên do bởi duyên, chính cái duyên đã hiện bài, rồi từ cái duyên đó diệt thì pháp được phải diệt. Do đó đại đức chàng thanh niên Ubatissá là ngài Xá Lợi Phất sau này đó là chứng đắc được sơ đạo sơ quả liền, là từ nơi cái vô ngã, nghe là mỗi pháp sanh lên bởi cái duyên, có duyên hợp duyên khả thì tất cả nó đều tan ngã hết, không có cái gì tồn tại của một cái bản ngã. Cái đó
thành cái đó đó là ngài chứng đắc từ nơi cái vô ngã, tướng vô ngã. Nhưng mà Bhattacharya là một người thiếu phụ, vừa chồng chết, vừa con chết, rồi cha chết, mẹ chết và người em trai cũng chết trong một cơn mưa to lớn, cơn bão lớn, thì chứng đắc trong cái đau khổ đó, bà ta đau khổ, bà chứng nghiệm được cái một cõi khổ đau trong cuộc đời này, thì bà chứng đắc từ nơi cái tướng khổ đau đó, từ nơi khổ đau. Còn Chu Lá Banh Thác Cá, Chu Lá Banh Thác Cá là một cái chàng thanh niên có người anh đi tu là Maha Banh Thác Cá, tu thời gian có 3 tháng Maha Banh Thác Cá đắc được quả là hán liền. Chu Lá Banh Thác Cá cũng vô theo, em cũng đi theo anh đi vô tu, nhưng mà 3 tháng rồng vậy đó, học không thuộc 4 câu kệ, không học thuộc 4 câu kệ, rồi cái đi trình với người anh, thì người anh mới khuyên, người anh mới khuyên nếu như em mà tu mà không được đó thôi trở về đời đi, để mà ở trong chùa mà ăn của đàn na tính thế mà không tu tập tính tấn vậy đó, mà không có kết quả đó mình thiếu nợ mắc công lắm. Thì người Chu Lá Banh Thác Cá nghe hợp lý, Chu Lá Banh Thác Cá nghe anh khuyên vậy nghe hợp lý, bắt đầu là ngồi một đêm suy nghĩ, cái tối dọn đồ hết rồi, cụ bị y áo đó, bình bát đó, bắt đầu là sáng sớm là đi ra, về đi ra tới ngoài cửa kỳ viên, đi ra, đang đi ra như vậy đó, thì Đức Phật ngài quán thấy là bữa nay ngài độ được Chu Lá Banh Thác Cá với cái Phật nhãn của ngài, trước khi cái Phật sự của ngài đó, trước khi mà nghỉ đó, thì mở cái Phật nhãn ngài nhìn thôi, thì ngài mời là Chu Lá Banh Thác Cá lọt vô cái lưới của Phật nhãn của ngài. Thì sáng hôm đó đó thì ngài ra trước cổng kỳ viên, cái ngài đang đi kinh hành đi trước đi kinh lời đôi đôi, thì ngài đi tới lui trước cổng vậy đó, thì Chu Lá Banh Thác Cá đang gọi mọ là mọ đi ra, là mọ đi ra, thấy gặp Đức Phật thì quảng hốt đi, tại vì không ngờ là Đức Phật ngài đón ngay trước cửa, chứ không là đính âm thầm đi về luôn, chứ không có dám là vô tình thưa với ngài. Thì gặp Đức Phật, cái Đức Phật nói Chu Lá Banh Thác Cá đi đâu vậy? Nói bạch Đức Thế Tôn, con xin hoàng tục về nhà. Đức Thế Tôn nói chứ tại sao vậy? Dạ tại vì con đi thưa với anh con đó, trình với anh con đó, anh con có nói là khuyên nếu mà tu không được đó đừng ở trong cửa thiền môn làm bận rộn của đàn na tính thí cúng dường mà tội nghiệp mà mắc nợ nữa, thì con suy nghĩ thấy cũng hợp lý, hả con đi về. Thì Đức Phật mới nói Chu Lá Banh Thác Cá nên biết Chu Lá Banh Thác Cá tu xuất gia với Như Lai và muốn ra về cũng phải lại nói cho Như Lai 1 tiếng chứ, sao mà im lặng đi vậy? Nói dạ con sám hối ngài, con tại vì buồn quá này con không tới dám được gặp Đức Thế Tôn. Cái Đức Phật nói thôi bây giờ về thì Như Lai cũng hoan hỷ, nhưng mà Như Lai nhờ một việc được không? Thì Chu Lá Banh Thác Cá nói dạ được, bây giờ rất là chuộc lỗi ăn năn, tại vì đi về mà không có thưa đó thì có tật có lỗi rồi, giờ phải chuộc lỗi. Dạ được, Đức Thế Tôn cần chi con sẽ làm. Đức Phật mình nói chứ đi vô vào đây. Thì ngài vô cái hương thất của ngài, ngài lấy cái khăn mới tinh nè, cái khăn chưa có xài mà màu trắng mới tinh vậy đó. Chu Lá Banh Thác Cá ra giặt giùm cho khăn cho Như Lai đi. Thì anh chàng Chu Lá Banh Thác Cá cái chuyện giặt khăn nó quá dễ, trường hơn là quét nhà nữa, phải không? Ra giặt cái khăn. Nhưng mà cái tính của anh Chu Lá Banh Thác Cá này rất là kỹ, chi tiết lắm. Nên anh ta anh giặt từ khi mà mặt trời chưa lên đó, tới khi mặt trời lên anh ta cứ giặt cái dở lên cái khăn nó dơ, thấy khăn dơ chưa sạch giặt nữa, dở lên lần nữa cũng chưa sạch, cứ giặt lên điều đó. Thực ra Đức Phật ngài ngồi ở trong hương thất, ảnh ra ngoài sân ảnh giặt cái khăn ở ngoài đó, Đức Phật ngài mới độ anh ta làm sao cho cái khăn nó dơ. Ngài hiện bài thần thông đó, trong đó có thần thông, cái hiện bài thần thông để cho anh ta giặt dò không được dơ, giặt tới khi anh ta dở lên thấy dơ, giặt sạch xuống dở lên dơ, cái anh ta mới lọc cái tâm, anh ta mới nhìn vô làm sao cho cái sạch cái khăn. Thì cái tâm của mình cũng phải vậy đó, mình phải nóng vì cái nóng lòng, anh ta nóng lòng, anh ta muốn về, nóng lòng muốn đi về cho giặt lẹ rồi xong giao cho Phật đi về đó. Tức là khi mà muốn thì cũng là cũng muốn cho mau cho về sớm, nhưng mà tính kỹ thì vẫn có tính kỹ. Giặt cái tới khi mà Đức Phật ngài mới nói là một cái câu pháp thoại, nói là một câu pháp thoại làm cho Chu Lá Banh Thác Cá thấy được cái pháp sanh diệt, làm thấy được pháp sanh diệt, nó sanh diệt lẹ lắm, cái tâm của mình cũng sanh diệt lẹ lắm, cái đắc được quả là hán, đắc được quả là hán trong cái giò cái khăn thôi, cái đem vô đưa cho Đức Phật. Rồi Đức Phật cũng nói thôi Chu Lá Banh Thác Cá về đi, hoàng tục đi về gia đình đi, dạ không cái này không đi nữa, xách cái giỏ đi vô trong phòng lại tu. À, tại vì sao?
Cái đó thì Chú La Bà Na Cá được cái duyên là đắc được vô thường, tính đắc được vô thường. Thì trên con đường mà mình tu á, mình phải biết mình ở cái loại nào. Đó, mấy cô, mấy chư tăng này cũng vậy. Mình phải biết mình thích hợp cái nào. Ví dụ như mà mình thích hợp gì vô thường đó, thích hợp về cái tướng vô thường, thấy cái tâm của mình thay đổi quá nhanh đó, thì mình thấy thích hợp. Hay là mình thích hợp trong cái khổ đau, hoàn cảnh khổ đau của mình, sinh ra trong gia đình khổ, cha mẹ khổ, rồi mình cũng ở trong hoàn cảnh khổ, rồi thân mình có bệnh nữa, rồi mình giờ mình thấy ở ngoài đời không được, mình xin mới vô chùa mình xin mình tu, mình nương tay gá đó, rồi mình thấy cuộc đời cũng khổ, vô cũng ai cũng học hành vui vẻ mà mình thật học hành không được như ai, rồi mình thua, rồi mình thấy khổ, cái đó cái tướng khổ nó đeo cho mình, thì mình quán cái đó nó duyên với mình. Còn cái người nào mà thương cái ngã này, thấy không, Chư Tăng Chư Ni, người nào mà thương cái ngã này á, mỗi ngày cứ chăm chút mình một chút gì, ở bên thiền viện quốc tế đó thì không có bao giờ họ xài kiến hết á, không có kiến ở trong nhà tắm, không có kiến trong chơi restroom, không có. Tại vì sao? Cứ nhìn vô cái là bắt đầu nó có khởi lên cái gì của mình trong cái kiến đó liền à. Do đó đó là họ tháo gỡ hết mà họ cũng lắp đặt nữa. Nhưng mà ở đây mình có, nhà sư cũng có cái kiến trong phòng kìa kìa. Trước khi sư đem kiến, nhà sư cũng coi kiến sao. Có khi phải má son má phấn chút xíu nữa. Nào, cho mình đi ra đây chứ còn không cái mặt mà tái mét cái sao được. Đó, thì cái đó đó là mình bị ái ngã mình nhiều đó. Mình phải quán cái đó, mình quán cái đó. Hay là cái người mà thích y áo phải sạch sẽ, quần áo phải tươm tắt phải thơm tho, cái đó đó thì mình thích cái đó đó, mình phải quán tưởng như vậy. Nên trong luật á là một vị tỳ khu 15 ngày mới tắm. À, mình nghe thiệt. Do đó hồi xưa giờ đó là sư nói cái đó đó, mấy Phật tử họ mới nói chứ sao kỳ vậy? À, thì hồi xưa 15 ngày nên có nhiều vị đó nên họ cũng giữ y như cái giới gì vậy đó. Họ không có chịu tắm. Nên Chư Tăng Chư Ni mình biết đó là tuy rằng là mỗi người giữ giới nhưng mà mình thật ra mình không có đồng giới hạnh, mình chỉ là những vị đồng phạm hạnh mà thôi chứ không có đồng giới hạnh. Ví dụ trong luật tỳ khu á, mà không bệnh á, là không được mang dép. Không bệnh không được mang dép. Mười mà không bệnh là phải đi chân không. Nhưng bây giờ ngày nay á, mình không đi dép á, thì mình kẹt với cái xã hội này nè. À, mà mình cũng không bệnh á, mà cũng phải mang dép à. Đúng không? Chứ bây giờ mình không đi mang dép, mình bệnh theo. Sư có một cái vị sư huynh đệ ở bên Orange County, California đó. Thì cái vị sư này á, ổng có cái hạnh là đi trì bình khất thực thôi. Ổng không có muốn học hành gì, ổng không có duyên. Ổng nói chứ thôi, cầm quyển sách lên thấy nhức đầu, đọc nghe sách thì không có hiểu thôi. Ổng ôm mình bác đi khất thực mỗi ngày thôi à. Thì khi ông ôm bác mình khất thực, ông đi ra ngoài chợ, Orange County có mấy cái chợ của Việt Nam mình đó. Ổng ôm ra đó, ổng đi bác thôi. Mà đi bác á, thì ổng phải bỏ cái đôi dép ra. À, bỏ đôi dép ra. Ông bỏ vô trong cái gốc cây, trong cái lùm cây nào đó. Rồi ông mình bác đi tới chợ, ông đứng ôm mình bác. Bữa nào mà ông ta đứng bác mà thấy thương hại quá, bộ tội nghiệp ông đứng sầu ai, bi não quá đó, thì nguyên Phật tử Việt Nam cho ông nguyên trái xoài luôn, một thùng xoài luôn. Một thùng xoài luôn. Thì ông phải bỏ mấy cái túi đã vô, nhét. Rồi vừa bỏ mấy cái xoài xong xuôi rồi, cái ôm mình bác đứng nữa. Theo như sư đó thì thôi một thùng xoài là quá chớn rồi, là phải về đi. À, ông chưa chịu về, ông chưa chịu về nó đứng. Cái Phật tử đi qua lại thấy ông còn đứng nữa, giọng trái dừa nữa. Mà thêm trái dừa ông bỏ vô cái túi đại nó nặng bên đây rồi. Ông đang đứng đem cái bà kia mà nó chứ ủa sao chưa về ha, đem trái dưa hấu. Đem một trái dưa hấu làm hai bên. Thì là bên đây trái dừa, bên đây trái dưa hấu ông đi. Ông lại cái chỗ mà cái dép ông đó. Cắt cớ là anh mễ nào đó theo dõi ông nãy giấu cái dép đó đó. Cái lấy đôi dép ông luôn. Cái ông hết đường rồi, bây giờ ông quay qua lại, hai bên là nặng kề hai bên rồi. Mà không có đôi dép nữa. Mà ông phải đi xe bus về chùa của ông. Nên cái ông đi vừa lên cái ông tài xế đậu xe không có dép không cho lên. Rồi, ngày đó đi bộ đi chân không về luôn. Đó, thành ra đó khổ bắt đầu. Cái ông gọi điện thoại sư. Ông gọi điện thoại sư chứ trời hôm nay con khổ quá. Sư nó quán khổ, khổ à. Không phải mắc đôi dép mà tại vì dai hai bị đó.
hai vai hai bị đi nặng nề đó, chứ đâu phải là đôi dép không đâu. Là tin nên là mình không có đôi dép đó thì không sao, nhưng mà được có xe bus đi về chứ. Nhưng mà trên luật Mỹ này nó không cho xe của Mỹ mà, xe của chính phủ mà là có đôi dép nó cho lên, còn đi chân không nó không cho lên xe. Cái đó đó mới không phải là mắc đôi dép ông buồn, mà ông không có được đi xe bus về chùa ông mới chết chỗ đó đó. Nó chết cho đó một thùng xoài là đủ đi, còn giọng em trái xoài, giọng trái chưa trái dừa, trái dưa hấu nữa thôi đi. Ô thôi cái bữa đó quá kinh hãi luôn, phải không? À đó, cái đó là mình quán khổ. Mỗi bước đi sư mới nói, mỗi bước đi á sư quán khổ đi, khổ à khổ à, rồi buồn à buồn à, rồi quán bước đi khổ à khổ à khổ à khổ à. Đó, mà ông cần đi bao nhiêu đó người ta thấy còn thương ông đó là để cho ông một bịch gạo nữa. Đó nó khổ à khổ à khổ à, vậy đó cho ông thêm nữa, cho ông bịch gạo luôn, rồi ông bỏ lên dao ông mang về. Đó đó, thì cái những cái đó đó nó cho mình thấy được cái thứ khổ đó đến, biết không? Vậy đó mình phải cẩn thận là vậy đó. Sư thì sư không có duyên, sư không có duyên mấy cái đó. Sư không có duyên mà đi ở mình bác đi khắc thực kiểu mà dài hai bị cái đó sư quá sợ rồi. À, sư chỉ có cái duyên mà làm tham cha cái giá, tức là làm gì pháp sư vị giáo thọ thôi, chứ còn có cái duyên đó thì không có. Thì nó như vậy đó. Thành ra cái khi mà chư tăng chư ni cái mà gọi là khi mà thọ tùy quán đó là chúng ta phải theo. Còn khi ta ngồi thiền, khi ta ngồi thiền tới cái giai đoạn mà ngồi mà thọ tùy quán nó lên thì chư tăng chư ni nhớ khi chân ta đau quá, khi chân ta đang đau nó khổ thế này nè. Ở ngoài đời á thì nó có cái câu này nè, nhưng ở ngoài đời người ta có câu như là sư nhớ coi, tại vì sư không có quen lắm nhưng mà nghe mấy người Phật tử lên đó, cái câu ngoài đời người ta nói cái đau khổ nhất của người đời đó là vợ đẻ con đau chồng thất nghiệp. Cái đó câu người đời ta nói. Cái câu đời sư nhớ rồi, vợ đẻ con đau chồng thất nghiệp. Sư không có qua cái cảnh đó sư không có hiểu đó. Nhưng mà sư nghe, sư nói cho mấy người Phật tử vô nói, bạch sư biết cái khổ đời trong đời là gì không? Sư nói cái chuyện gì trong đời? Cái sư đâu có học đâu mà sư biết. Thì họ nói chứ, giờ đẻ con đau chồng thất nghiệp. Thì cái khổ cái người mà hành giả ngồi thiền đó, nó có một cái dạng đó. Là như này, chân thì đang đau nhức quá, mà mặt thì ngứa. Mặt thì ngứa, ha? Mặt thì ngứa, phải không? Mà ở trong đây thì đang đau bụng mà muốn đi nữa rồi. Cái ba cái nó dồn vô một lúc. Làm sao mà nhìn ra thấy ông giám thị đứng nhìn chăm chăm mình hoài, nhắm mắt lại. Ở dưới đây đau bụng quá mà muốn đi, mà chân này đau quá đứng lên thì té, thấy không? Cái mặt này ngứa, gãi. Làm sao? Lúc đó ba cái nó dồn vô một lúc vậy đó. Đó thì họ ra họ hỏi sư, bạch sư lúc đó con làm sao? Từng bước là âm thầm. Đó, mình phải từng bước thầm, mình đừng làm một lời ba cái được. Đó, mình chuyện nào ra cái đó. Khi mà chân nó đau quá mà không chịu đựng được, mình nới cái chân nó ra trước, mình nới nó ra trước, nới ra cho nó nhẹ để cho nó quân bình, tại giờ nãy mình ép nó quá đó, chiếc già hay là bán già đó, cái chân nó thú nó đau đó, thì cho nó nới ra chút xíu đi, mình có đứng mình chạy vô cũng không kịp, tại cái bụng nó bắt đầu nó quặn rồi nè, mình phải cho cái chân nó có cơ hội để nó đứng đó chứ, đừng có gãi trước, gãi mà cái chân nó đau rồi cái gì nó bắt nó chạy mình té sao, mà té ra nó còn tay quầy ở dưới đó là quầy nữa, cái đó mình phải mở cái chân trước, mở chân trước xong xuôi rồi cái chân trước rồi cái đặt cái ngứa bắt đầu mình mới gãi, mà mình mới gãi rồi bắt đầu mình nhắm ra không được đó thì chờ ông giám thị vừa quay lưng một cái là mình mới đứng đi được, mình phải chờ như vậy đó, cái bụng mình vẫn còn nằm trong đây chưa đến nổi ha, mình phải gãi xong xuôi ông giám thị quay qua mình nhìn bên đây cái bắt đầu mình mô phật đừng quay lại nha, bắt đầu mình đi. Cái đó đó là ba cái khổ khi mà ta ngồi thiền, cái ba cái khổ ngồi thiền đó mà ở trong các thiền viện quốc tế người ta kiểm soát kỹ lắm. Tại nên cái những cái khổ đó phải làm sao, mình phải biết đó, mình quán trở lại. Khi nào mình đau quá mình nói đau à, nó hai cách. Nếu mà mình chịu đựng đau, đối diện nó luôn, sống chết một phen đi, sống chết một phen, một ăn một thua, một nó thắng hai mình thua thì thôi. Thế chứ mình không có gì nữa. Nhưng mà có nhiều người không đủ can đảm gì nghị lực, thôi mình nương nó đi, thua keo này ta bày keo khác, bên này ta mở cái chân nó ra, cho nó ra. Có nhiều người ta mở thẳng luôn, đưa thẳng chân ra luôn,
không có sao, không có bị la, mà cũng không có bị trở ngại, vẫn giữ cái niệm thôi, muốn à, đau à, dở à, vũ ra luôn, vũ ra, đó là như đó, là một xong, còn cái bắt đầu cái ngứa của mình lên, muốn à, chưa đụng mà đó, tức tay mình gió lên chứ, chưa dùng muốn à cái gãi à gà đâu đó, mình phải đi từ từ, chuyện đâu còn đó, cái muốn à, cái bắt đầu mình dở lên, dở à, đụng à, gãi à, mình nhẹ, chứ mình gãi cọc, chứ máu nó chảy ra là sao, phải không, mình gãi à, đã nữa trời, gãi cái đã, thấy có ớn, nghe thật ghê luôn. Nên đó mình phải đụng mà dở lên, rồi mình đụng xong á mình phải niệm từng một phút mà một phút là đụng mà gãi à, rồi xong chưa, rồi gõ à dở à kia hạ à đụng mà phải chưa, rồi cái quán cái trong cái bụng à, cái bụng nó đang nó quậy gột của trong đó rồi, cái mình nói nghe thì phải nói niệm nghe chứ không bỏ qua được đó. Chứ tăng chứ ni phải nhớ, phải làm đủ chi tiết hết cho nó mới được. Mình nghe nó nghe khổ, cái mình nghe à, cái bắt đầu mình nghĩ cái thằng này khổ quá, rồi nó còn mình muốn đứng lên, muốn à, rồi bắt đầu cái mình đứng lên, cái này đứng à, rồi cái bắt chạy, muốn đứng lên cái chạy, cái đó là tới rồi, nó tới quá mất rồi, chị không nó chạy luôn. Những cái đó là mình phải đi đúng như cái đó à, cũng vậy khi mình nằm về thọ mình đụng vô cái mình được không à, ngồi ha, mình ngồi cái mình ngã xuống mình nằm đó, cái mình đụng à nằm à, cái mình ấy lạc à, tại mình nằm mình thói khỏe, tại vì nãy giờ mình ngồi nó mỏi rồi, mà mình được nằm xuống cái giường nó an lạc rồi, cái mình ấy cái là lạc à, mình khỏe đó, mình nó khỏe. Còn ví dụ như mình nằm xuống mà ai mà giấu mình cái vỏ sầu riêng với mình trúng cái lưng à, khổ à, không biết ai giấu để cái vỏ sầu riêng với chân, phải không? Do đó cái gì chúng ta cũng phải có cái niệm cái đó rồi chưa? Dạ. Từ thấy ngồi của Đức Phật là kiết già. Không. Mình đừng có đặt một cái tiêu chuẩn nào là cao quý nhất hay là cái nào mà hạ liệt nhất. Không. Đối với Đức Phật, Ngài rất là từ bi hỷ xã, Ngài rất là dân chủ, Ngài rất là thoải mái. Ngài nói chứ, cái gì mà anh thích hợp, nếu mà cái gì mà con thích hợp, con cứ làm theo những cái thích hợp đó, mà con chỉ cầu xin thấy được pháp thôi. Bây giờ mình ngồi kiết già mà mình ngồi không được, rồi mình nhìn thấy Đức Phật kiết già, cái mình ngồi theo Đức Phật vậy đó, là mình không hành được là sao? Là mình không được. Mà không phải là ngồi không nữa. Có nhiều người á, là người, có nhiều người ta ngồi thì không được. Quả thật. Tại vì kiếp quá khứ, họ đã làm một cái điều mà họ bây giờ họ mới nhìn thấy, là họ thấy họ nó chỗ sanh. Là kiếp quá khứ họ đánh đập chúng sanh nhiều quá. Chính do đó bây giờ đó, dù rằng là họ mang sắc thân người, tôi tốt như vậy đó, khỏe mạnh như vậy đó, không ai đánh đập họ, nhưng khi mà họ ngồi xuống đó, cái nghiệp nó trổ ra. Do đó thì chúng ta phải thấy đó, tại sao mà trong cái phần mà gọi là trong cái phần mà phát triển tuệ quán đó, là tuệ phân biệt được danh sắc. Cái tuệ thứ hai là tuệ phân biệt được nhân sanh ra danh sắc, thì mình phải biết được cái đó thì mình mới quán được cái phần mà danh sắc không. Thì khi mà mình thấy mình muốn á, phải không nào, khi mình muốn rồi, khi nào mình làm, thí dụ như mình muốn gãi đó thì mình muốn, ha, thì cái này là phần danh nè. Rồi khi mình gãi đó, phải không nè, khi mình gãi hay là mình gờ, phải không, hay là mình đụng, thì cái đó là phần này, phần sắc, cái này là thuộc này phần giác sắc, đúng không, cái này là phần sắc. Là khi nó khi mình cái tay mình đụng vô mà mình gờ hay là mình gãi hay là mình đụng đó, thì cái này thuộc phần sắc. Cái này cái trong cái tâm của mình khởi lên nè, mình muốn, thì là cái phần là thuộc danh pháp, thuộc tâm. Thì mình phải tìm cái nhân sanh cái nó. Sắc pháp tại sao ta đang ngồi mà bị tê? Sắc pháp ta đang ngồi sao bị đau? Sắc pháp ta đang ngồi bị nhức cái mỏi? Là bốn nhân sanh cái sắc, mình tìm cái bốn nhân sanh cái sắc đó.
Rồi mình tìm ra nguyên nhân sanh ra sắc nhất đó là nghiệp, nguyên nhân sanh ra sắc đó là tâm, là thứ hai. Nguyên nhân sanh ra sắc đó là thời tiết. Nguyên nhân sanh ra sắc đó là vật thực, vật thực làm sanh ra sắc. Rồi còn bây giờ cái tâm của mình, cái này danh là thuộc là tâm ha, về tâm, tâm pháp. Thì nguyên nhân sanh ra cái tâm nó có bốn. Nguyên nhân đầu tiên á là nghiệp quá khứ sanh ra tâm, nghiệp quá khứ sanh ra tâm. Cái thứ hai là tâm sở, là thành phần phụ thuộc của tâm. Thứ ba là phải có cảnh. Thứ tư là có thần kinh, hay ta gọi là căn, hay là ta gọi là căn. Đó, hay lục căn đó là sáu cái thần kinh đó. Rồi. Như vậy thì khi ta ngồi thiền á mà cái sắc pháp của ta, cái sắc pháp của ta hoại, đúng không? Mà sắc á chúng ta gồm có mấy? Sắc nó gồm có bốn thành phần, ta gọi là tứ đại. Đúng không? Cộng thêm 24 sắc y sinh, rồi 24 sắc nương nhờ nó mới ra được cái sắc tứ đại này, ra có con người ta. Tứ đại thì ta biết rồi, đất, nước, lửa, gió. Thì như bữa trước á, như bữa trước các sư có nói á, chị Tăng trên này nhớ không, không có bao giờ mà lửa đi chung với nước hết á, không có bao giờ lửa rồi đi chung với nước đó. Thế gian này khoa học không có, nhưng mà khổ trong tất cả mọi sắc pháp đều phải có tứ đại, mà không có tách rời ra nó, nó luôn luôn nó đi kết chặt nhau vậy, đất, nước, lửa, gió. Mà trong cái nước á, dưới lửa đó là có gió nữa. Nếu mà gió mà nó mạnh, nó thổi lửa nó lên đó, thì nó đốt cái sắc pháp này mau tan rã lẹ. Mà nếu như á, mà gió mạnh á, mà nó thổi nước này nhiều lên á, thì sắc pháp này nó tươi tốt, nó tươi hồng hào, nó xinh đẹp. Mà nó nuôi dưỡng cái đất này, nó mát lạnh á, làm cho cái đất này đó, làm cho nó màu mỡ, cái sắc pháp này nó còn bền vững lâu dài. Nhưng mà nếu như á, mà nó chỉ đi một khía thôi, gió cái đưa lửa vô, gió đưa vô lửa, thì nó hoại cái này mau đó, thì sắc pháp này mau lẹ lắm. Còn 24 sắc y sinh này á, thì chúng ta có 5 sắc thần kinh, tức là 5 sắc thần kinh đó là mắt, mũi, tai, mũi, lưỡi, miệng đó, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Chúng ta có 5 sắc thần kinh, đó là một. Thứ hai nữa là 4 sắc mà chúng ta tiếp xúc đó, là sắc thinh khí vị xúc đó, chúng ta có 4 sắc tiếp xúc. Sắc thinh khí vị xúc, rồi chưa? Còn cái nữa đó là chúng ta có nam tính, nữ tính. Nhưng mình sinh ra, cái này là sắc nghiệp nó tạo nè. Sắc nghiệp nó tạo ra đó, nghiệp nó tạo ra cái sắc này nè. Người sinh ra là người nam, người sinh ra là người nữ đó, là sắc nữ, sắc nam, sắc tính, nữ đó. Rồi kế nữa là sắc ý dật. Rồi kế nữa là sắc nuôi mạng sống này đó là sắc vật thực. Rồi sắc gìn giữ cái vật thực này, nhà mạng sống này đó là sắc mạng quyền. Rồi cái sắc nữa là sắc giao giới. Con cái điện thoại ha. Sắc giao giới, rồi chưa? Rồi cái sắc giao giới. Rồi cái sắc thân này, thân biểu trì. Thân biểu trì tức là như ta đi, ta đứng, ta đi nè, ta đi, ta đứng, phải không nè? Ta đi, đứng, đó là thân biểu trì. Còn kế nữa đó là khẩu biểu trì, là nói năng. Khi ta nói ra đó, là khẩu biểu trì, nó hiện bài qua từ cửa khẩu. Do đó đó cũng là một sắc pháp. Ở Chư Tăng ở các quốc giáo như là Thái Lan, Campuchia, Miến Điện đó, là Chư Tăng mà tụng kinh đó, thường thường có cái quạt. Mà Chư Tăng Việt Nam mình không có cái quạt. Mình đi cũng không có quạt. Cái sư qua bên bản sư mới nói, ủa sao ngay sư vừa vô cái là họ cũng đưa sư cái quạt liền, vô tụng kinh đó là họ đưa sư cái quạt. Nên sư cũng cầm cái quạt. Sư làm theo họ, làm sao họ xong xuôi cái hết cái câu khóa tụng kinh đó đó, cái xong cái sư ra sư họ sao có cái quạt. Tại vì khi mà mình tụng kinh với chư Phật tử đó, Phật tử ngồi đằng trước mặt như nè, còn Chư Tăng ngồi trên bậc tụng kinh xuống đó, có khi mình bẻ cái miệng qua. Tại nhưng có một phần mà phải phát âm ra Bali đó, phải phát âm cái tiếng âm nó tròn cái miệng. Nên cái lục tỳ khu đó là cái răng là quan trọng lắm. Vì tỳ khu nào mà không còn răng là không được thọ giới tỳ khu. Sa di mà lên mà không có răng đó, tôi không được tụng, không được thọ giới tỳ khu được. Hay tỳ khu giới. Tại vì phát âm không được. Cái đâu có được. Nó đâu có đúng giọng. Cái bài bút thăng sa ra năng, cái cha mi có cái răng nó giữ cái hơi lại, còn đè thì đâu có được đâu, nó đâu có thành tựu. Nên muốn thọ thì khu đó phải đi làm cái răng đi nè, cái đó là để vậy đó.
Còn cái thứ hai nữa đó, mà không có răng đó còn nguy hiểm nữa. Phật tử ngồi dưới nó khổ lắm, nó văng nước miếng xuống hết trơn nè, tụng nó văng nước miếng ra, nên phải có quạt giữ lại. Nên ông phải có cái quạt, ông giữ giùm cho tôi đi, ông đi tụng đâu phải có quạt. Là như vậy đó. Sư hỏi tại sao đi đâu cũng có quạt vậy đó? Tại ông tụng văng nước miếng sao? Ông mới che lại đi, còn nó văng vô cái quạt ông thôi. Khổ là Phật tử đang ngồi dưới không à, chứ đâu có Phật tử đâu có ngồi ngang với mình đâu. Cho đó nó gọi là khẩu biểu tri. Có nhiều ông còn tụng méo qua méo miệng nữa, qua đọc dữ lắm. Nên mấy cái đó là khẩu biểu tri, đó là sắc khẩu biểu tri. Có chưa? Ngồi cái ba cái sắc nhẹ, mềm và thích sự là ba cái sắc đó. Nó luôn luôn có trong đó. Còn bốn cái sắc còn lại là sanh, tiếng, vị, diệt. Thì cái này đó nó hình thành ra cái sắc pháp của mình nè. Khi ta ngồi thiền đó là nó có tứ đại và 24 sắc y sinh này nó kết hợp với nhau. Cái nhẹ mềm thích sự nó có, đi đứng nằm ngồi ta ngồi thích hợp. Mà nếu như mà cái sanh mà tiếng nó đi qua tới cái vị đó thì cái nhẹ mềm này nó bắt đầu nó hoại. Còn bắt đầu đi tới cái diệt đó thì những cái nhẹ mềm này nó trở thành là gì? Nặng, cứng và khó chịu. Cái sắc pháp mình bắt đầu nó hoại đây nè. Nó qua cái phần mà sanh tiếng di diệt này nè. Đó, khi mà sanh á thì nhẹ mềm thích sự ok, nó còn tiếng rồi vẫn còn. Nhưng mà tới cái sắc mà dị nó lên rồi đó thì cái nhẹ này nó trở thành cứng, nó trở thành nặng. Cái mềm này trở thành cứng, cái thích sự này trở thành là không thích hợp. Thì lúc bây giờ đó là sắc pháp nó hoại. Nên mình giờ mình đứng á mà nhẹ mềm thích sự nó không còn nữa đó thì cái sanh tiếng di diệt nó bắt đầu là cho mình mà đảo. Mình rất là mình nghiêng. Đó, cái sắc cái nhẹ mềm thích sự nó mất. Cũng như cái đi đó mà ta đi nhẹ nhàng khoan thai đó là nhẹ mềm thích sự nó còn thích hợp. Nhưng mà tới khi mà đi hoài cái một hồi cái ta mỏi, ta mệt rồi đó, cái chân ta bắt đầu rung, cái sanh tiếng di diệt bắt đầu nó hoại thì cái nhẹ mềm thích sự này bắt đầu mình thấy mình đi mình nặng là. Nên đó, sáng sớm đó chư tăng chư ni không thấy công phu khuya đó mà tối cũng vậy đó. Sư nghe mà đi mà lót trong cái nghe lẹt đó. Sư nói ủa mới sáng sớm mà sao đi nghe lót gót dữ hả? Ha, cái người đi lót gót dữ vậy, cái người đi lót gót nó gạt cái tướng nữa, gạt cái tướng. Người mà đi lót gót nó gạt cái tính, cái người đi sủi gót nó gạt cái tính nữa. À, nó gạt cái nên sư ngồi sư nghe, ngồi ngay cái cửa mà. À, cái này đi nặng gót, người đi nặng gót, cái người này đi nặng mũi chân. Sư ngồi sư nghe hết, hiệp sư mù nghe gió kiếm mà. À, cái đó thành ra đó là biết được cái lớp học của mình bao nhiêu tính tình tình hết trơn nè. Biết mình bao nhiêu tính tình ra hết hả? Biết hết. Cái đó là đại vì sắc nó hiện bài, mà sắc nó hiện bài do bởi cái danh, cái tâm nó tạo cái sắc. Tí như là cái khi mà mình giận lên á, cái mặt mình đỏ hồng lên á là cái tâm mình đang săn, cái mặt mình đỏ lên. Nhưng mà có nhiều người nó giận mà cái mặt nó lên nó xanh lè. Cái giận cái đó ghê đó, cái người giận ghê lắm. Giận đỏ thì còn đỏ, giận xanh ghê. Thấy không? Cái đó là đó do nó cái tâm. Cái đó do nó cái tâm. Được chưa? Thì khi mà ta ngồi thiền, ta coi cái nghiệp của ta. Ta ngồi thiền ta coi cái tâm của ta, coi thời tiết của ta, vật thực của ta. Tại sao ta ngồi thiền mà ta rung? Nó có hai trường hợp. Một là lạnh quá, ở trong đây mở IC nhiều quá lạnh, rung. Hay nữa là thời tiết bên ngoài lạnh quá, rung. Đó là một trường hợp. Cái đó là thời tiết làm sắc pháp bị hoại mau. Cái hai nữa là không đủ vật thực, ăn uống không đủ. Thấy không? Vừa vô mở máy lạnh cái sức đề kháng trong người mình không có đó. Cái vô mình rung liền à. Hỏi là lạnh không? Không phải, tại vì xíu ăn. Thiếu ăn, đợi chút xíu nó vô ăn tô mì nó xong à. Cái đó, cái là mình coi vật thực. Mình phải biết cái loại đó để mình nhìn ra được cái sắc pháp. Còn khi mà ta ngồi thiền á, thời tiết tốt, vật thực đủ, tâm ta an vui, mà ta bị tê nhức mô đau. À, anh nghiệp này chắc hồi kiếp quá khứ, đánh đập hành hạ chúng sanh nhiều quá, bây giờ nó trổ ra đến mình. Thôi, mình chịu đi, đừng có than. Cái than nó lên lại lên cái tâm nữa, đừng có than. Mà cái chất thời tiết cũng không có, thời tiết đâu có làm gì mình mà mình đau nhức đâu, hay là cái vật thực ăn uống đầy đủ mà làm cho mình bị tê nhức mô đau đâu. Cái nghiệp này rồi thì lúc bây giờ lên trình dưới thiền sư, trời ơi ai ngồi cũng an vui mà con ngồi cũng đau quá, nhức quá mà không chịu nổi, giờ sư có cách nào cho nó hết không? Cái vị thiền sư đó biết rồi,
thời tiết không có, vật thực không có, cái tâm người đó hoan hỷ muốn ngồi thiền lắm, mà họ đau nhất như vậy đó, rải tâm từ đi, rải tâm từ đi, đó, mình phải rải tâm từ, rồi sau đó, mỗi một cái công phu mình ngồi thiền, một ngày mình ngồi thiền từ sáng tới chiều xong rồi đó, mình chia phước cho đến chúng sanh, hay là ta hồi hướng đến cho chúng sanh, đã có quan trai hay không quan trai, mình chia hết cho chúng sanh, thì cái phước này mình cho đó, thì mình tưới mát cái nghiệp của mình lại, từ từ mình cải thiện nó lại, mình phải cho, mình phải chia, do đó mình đừng có quên, mà cái chia phước á, này cũng phải nữa, là chia phước á, khi người ta còn sống, thấy không, mà rồi khi người ta chết rồi đó, thì mình hãy hồi hướng, à, nó phải hai cách này đó, chứ đừng có khi mà người ta còn sống đó, cái mình bữa nay mình đi chùa nè, mấy vị Phật tử đi chùa xong xuôi về, chồng con ở nhà, mấy cô đi chùa không, chồng con nhà coi tivi không à, cái về bữa nay tôi làm được bao nhiêu công đức, vô ngồi nghe thuyết pháp nè, tôi được ngồi thiền nè, rồi tôi được cúng dường nè, rồi tôi được là thọ giới nè, tôi hồi hướng phước cho ông nha, nghe thấy ông đau lòng liền nha, ông ngồi nói ông ngó mình nha, hỏi sao mà bữa nay mà ông không vui, tôi hồi hướng cho ông, phước báo cho ông hết rồi mà sao ông, ủa bà muốn chúc trù tôi chết sao mà hồi hướng, sống mình chia bao nhiêu công đức phước báo nào, phước công thiện công đức nào tôi có, tôi chia hết á, tôi chia hết ông quan hỷ tôi, ông hưởng phước đi à, cái đó. Còn người ta chết á thì mình hồi hướng, mình hướng tâm về, cũng như vậy rải tâm từ, có bốn điều cấm kỵ không được rải, có bốn điều cấm kỵ không được rải nữa, chứ không phải muốn nói rải tâm từ là rải hết đâu. Bốn điều người nam không có rải cho người nữ, bắt đầu ghi nha, ghi bắt đầu ghi rồi đó, người nữ không gả cho người nam ha, hai cái điều đó cấm kỵ, cả gái tâm từ đó là gả cho chúng sanh, còn cái đó là ái luyến, nó cột trói lại, tâm từ là không có ái luyến, không có tình thương vị kỵ, tâm từ nó có hai, tâm từ đó là đó kẻ thù trực tiếp của nó, kẻ thù trực tiếp của tâm từ là gì, là tâm sân mà đó là trực tiếp đó, mà kẻ thù gián tiếp của tâm từ là gì, là tình ái luyến vị kỷ, tình thương ái luyến vị kỷ, mẹ thương con không có tâm từ, mẹ thương con tình ái luyến vị kỷ liên tư à, mẹ thương đứa con của mình chứ đâu có thương con nó sống đâu được, đó là cái đó là không có tâm từ. Còn người mà có tâm từ đó, vượt ra ngoài tình thương của cá nhân mình với người thân mình, còn đến cho chúng sanh bao la rộng lớn hết, ai cũng có hết á, thì đó gọi là tâm từ ai. Do đó nó khi mà gãi người nam mà gãi tâm từ cho người nữ là mình cột trói, gây ái luyến nữa, thì đâu có tâm từ, cái đó là lại xin dính mắc nữa, cái đó nên tuyệt đối đừng có gãi. Mà cái nghệ thuật gãi tâm từ đó Chư Tăng Chư Ni có cần với Hồng Sư chỉ luôn cho, muốn gãi tâm từ kiểu người nam tới người nữ không, có cần không? Không cần ha, à, thôi nha, nhớ nha, mai mốt là gọi tên người đó. Nó có câu chuyện, là bạn của đại đức Ananda, bạn Ananda là một đời không có tới chùa, nhưng mà bị bạn bè thách thức, nói cho ông mà tới chùa tôi thưởng ông tiền á. Cái người bạn của Ananda bữa đó chạy tới chùa Kỳ Viên, thì vô tình ông ta vừa chạy vô cổng chùa Kỳ Viên, vô trong rồi bắt đầu ông đi dạo xung quanh, đi ra bắt đầu quay trở ra liền, chứ không cần đi vô chớ tránh điện đó. Thì gặp đại đức Ananda, đại đức đang gặp người bạn mừng quá, ô lâu quá bạn mới tới chùa mừng quá, ô bữa nay hoan hỷ đi vô gặp Đức Thế Tôn, đi tôi dắt vào Đức Thế Tôn hầm, tôi đâu có phải đi tới chùa để gặp Đức Thế Tôn đâu. Thì tôi ủa Ananda tụt hẳn xuống liền, vậy chứ bạn tới đây làm gì, tôi gì thách đố mà để hơn thua gì tiền, người ta mướn tôi, nếu tôi tới chùa thì người ta cho tiền tôi, bây giờ tôi xong rồi tôi về chứ tôi đâu có cần gặp Đức Thế Tôn. Ồ Ananda buồn, trời ơi gặp bạn mà đến nhắc Đức Thế Tôn mà không có tâm nghĩ tới Đức Phật thì thôi buồn quá, cái đem câu chuyện nó về với Đức Phật, lời vô để Đức Ananda vô nói bạch Đức Thế Tôn hôm nay còn có chuyện con buồn. Đức Phật hỏi chuyện gì, và bạch Đức Thế Tôn biết con mới vừa gặp bạn con ở ngoài đường đó, nó chạy vô trong chùa cái xong nó chạy về, nó không có nhớ vô chùa mà đánh lễ Đức Thế Tôn. Cái Đức Phật nói không sao, có duyên thì nó tới, không có duyên thì thôi đừng có thắc mắc, thôi đi về đi. Ananda đi ra, thì Ananda vừa đi ra khỏi phòng đó, Đức Phật ngài phóng cái tâm từ ngài vô cho ông bạn của ngài liền, ông bạn Ananda, Suna đừng có quan trái,
Suna đừng ép uống, Suna được ăn vui, Suna luôn luôn được hàng, được mỗi điều ăn lành. Ông ta chạy vừa được nửa đoạn đường, ông ta đang chạy về nửa đoạn đường thì cái tâm từ của Đức Phật này phủ che bao ông này lại. Chạy vô luôn tới mình tới là cái hương thất của Đức Phật luôn. Cái này chạy vô cổng rồi chạy vô luôn trong hương thất rồi. Quỳ xuống đây lại, trời ơi Đức Thế Tôn con nhớ Đức Thế Tôn quá. Khả tâm từ. Vậy thì từ đó nó rút ra một cái kỹ thuật. Từ đó có kỹ thuật, khi nào mình quá tâm từ, người thân của mình nha, đừng có nam nữ nha, người thân của mình mà bị đau, họ bị bệnh mà ở trong tiểu bang khác, mình nhưng mình nhớ tên người đó, cái nó Nguyễn Nhân A đừng quan trái cùng ai, Nguyễn Nhân A đừng ép uống cùng ai, Nguyễn Nhân A đừng nạn khổ thân tâm, họ đang bệnh đó, đừng nạn khổ thân tâm, Nguyễn Nhân A tự cấn phòng hằng trăng vuông, cái mà phóng tâm từ mình đi tới đó, mà an trú trong một cam tâm từ mình hái chừng khoảng nửa tiếng mình hái liên tục, cái là mình phóng tâm từ đến cho đó liền, một nghệ thuật, hiểu chưa? Do đó nên nó cái này á, một số chư tăng ni ở bên Thái Lan họ dùng cái này để mà họ nuôi mạng một cách rất là tà mạng. Tại sao? Một số cái người nam người nữ ở ngoài đời họ không biết đó, họ đem lòng thương người này thương người kia mà không được đó, cái chạy vô cầu cứu chư tăng nói chứ bây giờ làm sao, nói chứ bây giờ Đức nhìn bạch chư tăng bạch ngài mà ngài làm sao mà con nhỏ đó mà nó quay lại nó thương con đó, con cúng dường ngài 2000 bạch liền. Bắt đầu ngọn đập ông đọc đọc thì được cái đó cho trả lại, cái đó tà mạng là do nghệ thuật là gì, gãi tâm từ người nam cột chối như người nữ là như vậy đó, chư tăng hiểu không? Dạ chưa, rồi chúng ta đừng làm. Rồi thứ hai, dạ là có nó là gay với lesbian này, khỏi cần hỏi nữa, nó đang có đạo luật sắp sửa đâu được thành và được chấp phép cho là đồng giới tính. Không có được, cũng không có nên làm cái điều đó, nói chung là vì ái luyến là không nên. Dạ dạ dạ, giới tính ông định ra đi sửa lại. Dạ dạ dạ. chị nhỏ nha. Yeah. đưa cái pháp xả vô đứt gớt cái tâm từ liền, từ bi hỷ xả vô cái xả vô. Do đó đó người Việt Nam ta học tu á, ngay cả chư tăng như ni cứ nói từ bi hỷ xả không có, nó có cái kỹ thuật của từ bi hỷ xả, từ luôn luôn đi với xả và bi phải đi với hỷ, chứ không có bao giờ mà đi từ bi hỷ xả hết á, không có, từ phải đi với xả, tâm từ phải dừng lại với cái xã, nó không có quá, nó dính vô ái luyến dính mắt. Tâm từ phải có xã, mà cái bi á, là thương xót chúng sanh đang đau khổ, nó phải có sự quan hỷ mới xua săn sóc người ta được. Chứ không có phải mà bi mà vô cái xã nữa là chết. Yeah. Từ là phải có xã, nó dừng lại, chứ không từ vô rúng vô trong đó luôn à. Từ mà vô cái hỷ nó vô là dính luôn à. Nên đó, nên mình phải đi một cái cặp, từ phải đi với xã, bi với đi với hỷ. Thì anh mà đang phát triển từ lên á, mà anh bị dính vào đó, mình gỡ cái xả vô, bỏ cái xả vô, mà không xả vô nó gỡ cái tỏi vô luôn. Hiểu không? Chuyện nhỏ, cái đó nó có câu hết à, nó có câu mà để mình đọc đó. Quý chư tăng trên đây đọc trong cái bộ Quý Xuất Thiên Mật Giá của ngài Bồ Tát Cô Xá, có câu chỉ hướng dẫn nguyện rải tâm từ, nguyện rải tâm bi, nguyện rải tâm hỷ, nguyện rải tâm xả, rải xong rồi mình đi tới hành, có hết á, nó có rồi chưa. Rồi không rải người nam tới người nữ, mà không rải người nữ tới người nam, nhà không rải người nam tới người nam, không rải người nữ tới người nữ luôn. Rồi bây giờ nó xem hai cái đó rồi ha, rồi xem luôn cho nó chắc ăn đi, chứ không là thiếu à. cái thời gian này hiện đại không mà. Đó chưa. Rồi cái thứ ba, tuyệt đối không gãi cho người đã chết, không có gãi người đã chết, người đã chết không gãi, người chết không có đón nhận được, do đó mình gãi cũng như không, do đó không có gãi người đã chết, mình chỉ hồi hướng chia phước báo cho người chết thôi, không có gãi tâm từ cho họ được. Và cái thứ tư là mình không được gãi tâm từ với cái người đó mà mình đang săn với họ, họ săn với mình,
mình rải tâm từ cho họ được. Còn mình mà đang sân với họ đó, đừng có rải. Mình càng rải nó, cái tâm mình sân lên nữa. Đang sân lên nữa, do đó đừng có rải. Ha. Khi nào mình để cho hết cái sân của mình đó, rồi bắt đầu mình nghĩ đó, ồ, mình rải tâm từ lại cho họ. Thì được, phải biết như vậy đó. Đó, bốn điều cấm kỵ không rải tâm từ. Được chưa? Rồi, trở lại, khi ta ngồi thiền, mà ta bị cái nghiệp đó hành đó ta. Cái nghiệp hành đó ta, làm cho ta bị tê nhất mộ đau này á, là Chư Tăng Chư Ni phải biết rải tâm từ. Phải có rải tâm từ. Một cách rải tâm từ nhất á, là sáu câu. Sáu hàng người, sáu loại chúng sanh. Mỗi một câu như có bốn câu. Chứ tạo lại là 24. Rồi nếu chúng ta nhân ra tám hướng, rồi đông tây nam bắc đó, tám hướng đó, thì trung bình á, là chúng ta rải là 480 câu. 480 câu mà khả năng của sư đó rải đó thì 1 tiếng rưỡi. Còn Chư Tăng Chư Ni chưa có thuộc rải đó thì phải 2 tiếng. Phải biết như vậy đó. Mà cái này nó có kỹ thuật hết trơn à. Trong bộ Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga giải thích của Ngài Bồ Tát Quan Sát rõ ràng. Chúng ta phải biết như vậy đó. Thì khi mà chúng ta đối diện với cái sắc pháp mà ta ngồi thiền mà ta bị đó, ta dùng cái nghiệp này nè, ta coi, thì lúc đó tâm ta có an vui không? Tâm ta an vui thì ta dùng cái tâm an vui đó, ta làm lên cái nghiệp này đó, ta sửa cái nghiệp này lại bằng rải tâm từ thôi à. Ta rải tâm từ. Do đó đó, người Phật tử á, mà ở trên chỗ của sư đó, hướng dẫn của họ tu thiền đó, là họ luôn luôn họ vô họ làm 4 điều căn bản. Trước khi vô ngồi thở, ra vô như đó, thì họ phải làm 4 điều cho sư. Thứ nhất là họ phải trở lại quy, tam quy. Họ ngồi trong cái vị trí của họ ngồi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng liền 3 lần. Thứ hai là họ phải nguyện là giới, nguyện tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, âm tủ, nguyện trở lại liền. Cái thứ ba, họ rải tâm từ. Xong rải tâm từ xong, cái thứ tư, họ quán tưởng về sự chết. Họ phải quán tưởng sự chết để mà chuẩn bị trong cái trạng thái hiện tượng vô thường nó đến đó, họ bình tĩnh để mà họ đối diện đó một cách rất rõ ràng. Do đó đó, 4 điều nên làm của người mà hành giả trước khi mà vào con đường tu tập thiền quán, phải biết làm như vậy đó. Còn dưới Chư Tăng thì mỗi ngày chúng ta sám hối với nhau. Ở bên các quốc giáo đó là mỗi ngày sáng sám hối, tối sám hối. Lúc đó sư ở bên bản là luôn luôn là như vậy. Cái thứ hai nữa đó là cũng vậy, rải tâm từ và quán tưởng về sự chết. Ta đây có sự chết là nơi cuối cùng, tất cả chúng sanh đều có sự chết là nơi cuối cùng, không phân biệt ai cả. Ta đây có sự chết, tất cả mọi chúng sanh đều có sự chết luôn luôn đến với tất cả mọi chúng sanh, không phân biệt một ai cả. Mình quán tưởng như vậy xong, cái bắt đầu ta ngồi lại, người ta ngồi thiền. Như vậy thì đó, thì khi chúng ta đi qua tới cái phần mà ngồi thiền đó, mà sắc pháp của ta mà nó có hoại đó, là chúng ta phải tìm cái 4 nguyên nhân. Đó. Thì khi mà chúng ta đi vậy đó thì ta gọi là cái tuệ quán phát triển lên. Tuệ quán nó phát triển lên là gì? Tuệ quán phân biệt danh sắc. Để thứ nhất, tuệ quán phân biệt danh sắc. Rồi cái tuệ quán thứ hai là phân biệt được nhân sanh ra danh sắc, nhân sanh ra danh sắc. Nguyên nhân sanh ra danh sắc thì mình chúng ta biết rồi nào nè. Nhân nào sanh ra danh thì có 4: nghiệp quá khứ. Thứ hai là tâm sanh, thứ ba là cảnh, thứ tư là thần kinh. Đó, còn nhân nào sanh ra sắc, chúng ta có 4 là nghiệp, tâm, trật tự và thời tiết. Người ta biết rồi, khi ta ngồi thiền mà ta biết được 4 cái yếu tố đó là chúng ta phân lọc liền. Vật thực ta đủ không? Đủ. Thời tiết ta ấm không? Ta ngồi thiền, tư áo quần y áo ta mặc đủ đầy đủ đúng trong cái môi trường ấm ống không? Ấm không đó. Còn tâm ta được an vui không? Hay là tâm ta đang bất thiện, bất tội nguyện? Thì nó như vậy đó. Rồi ấy, sau đó chúng ta mới coi tới nghiệp, cái nghiệp của ta. Từ đó đó, ta thành lập được xong rồi đó, là ta đối diện với cái pháp nó đang sắp sửa nó hiện bài liền. Phải chưa? Rồi, như vậy thì hôm nay chúng ta qua cái phần mà gọi là thọ tùy quán. Phải chưa? Ngứa thì chúng ta được quyền gãi. Đau quá, người ta có thể nhúc nhích cái thân ta được, chứ không có sao. Có một số các hành giả ta ngồi đau quá đó, người ta không có ngồi mà ngồi thiền được bán già được. Người ta ngồi thiền kiết già cũng không được, ngồi xếp chè hè cũng được. Ủa sư mới vừa chân lên bị chụp hình rồi. Chết sư rồi. Cái này phóng anh lên cái hình đó là thấy chân đang chưa co lên. Người đó ngồi xếp chè hè cũng được. Ngồi xếp chè hè là cái luật của bên Chư Tăng, mà nhất là ở Chư Tăng của các quốc giáo Thái Lan, Campuchia và Miến Điện, là nhà sư không có được phép, cũng như các vị nữ, các vị ni không có được phép lên với chánh điện mà trước Đức Phật.
lần mà ngồi kiết già hay là bán già được, cái đó là bất kính. Mà ngồi phải ngồi xếp chè hè không à. Nên ở bên các quốc giáo đó, Chư Tăng bên bản ngồi xếp chè hè, họ che cái này lại, mà người chấp lại vậy đó, không không có ngồi, không có. Nên đó, mỗi cái quốc giáo không có phải là luật riêng, nó cái là luật riêng thôi, chứ không có bắt buộc mình. Các Chư Tăng Vinh Ni muốn ngồi bán già kiết già trong chánh điện cũng được. Nhưng mà sư á, khi mà sư qua tới những cái quốc giáo đó đó, Thái Lan là Miến Điện đó, thấy Chư Tăng ngồi xếp chè hè đó, nên mình chung cũng ngồi xếp chè hè luôn. Là vậy đó, phải biết, chứ còn không đó thì người ta cười mình. Có một điều mà xếp chè hè, tại vì mình che cái Angachata của mình đó. Dạ. Sư ngồi chép chè hè không à. Cái đó là luôn luôn là vậy đó, tại vì sư ngồi với Đức Phật không à. Nên đó là cái đó là cái nguyện hạnh của mình thôi, chứ không có ai bắt buộc. Nên là để mình lò tỏ lòng tôn kính. Cũng giống như đó là có một số Chư Tăng hỏi sư là thấy sư nói pháp đó rồng luôn mấy tiếng mà không uống nước á, là sư thưa là gì, sư tôn kính pháp bảo, là sư không được dám vừa đang nói mà chạy là uống nước đó, bất kính pháp. Cái thứ hai nữa là khi mà cái nguồn pháp mình đang nói ra đó, cái bên hội chúng người ta đang nghe đó, mà mình ngưng lại để mà uống đó, cái nguồn pháp đó nó bị gián đoạn đó, có khi đạo quả họ đang tới đó bị cắt đứt, sau này mình tìm đạo quả, mình tìm pháp đó cũng bị cắt đứt khoảng đó gì đó, tội nghiệp cho mình. Do đó đó, sư không bao giờ sử dụng nước hết trơn á, trước khi uống chứ là sau khi uống, chứ không khi nào đang nói pháp mà uống được nữa đó. Tại vì sư có hai pháp, thứ nhất là tôn kính pháp bảo một cách trung thành vậy đó, không dám và bất kính. Cái thứ hai nữa là sư tôn kính hội chúng đang ngồi nghe, và sư không dám làm gián đoạn cái sự nghe của người ta. Hồi xưa Đức Phật ngài nói pháp nó không có gián đoạn, nên cái người ta nghe pháp xong người ta đắc đạo quả liền, chứ ngài vừa nói người ta đang ngóng lên ngồi nghe nữa không được. Nên là pháp nó phải luôn luôn xuyên suốt nè, nó không được ngưng là vậy đó. Chư Tăng Vinh Ni hiểu không? Đó là những cái câu hỏi thắc mắc mà có một số vị hỏi sư. Có chưa? Hôm nay chúng ta qua phần tâm, tâm tỳ quán được chưa? Rồi, chúng ta phải tranh thủ đi, chúng ta phải nỗ lực lên một chút nữa. Rồi, chúng ta qua phần tâm tỳ quán bữa nay, chúng ta phải nhớ ba điều mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là phần định nghĩa về tâm. Chúng ta phải biết định nghĩa về tâm. Thế nào là tâm? Bốn ý nghĩa. Tâm ha. Tâm có bốn ý nghĩa. Chúng ta luôn luôn phải nhớ, thì định nghĩa một pháp thì chúng ta nói là trạng thái của pháp ra sao. Thứ hai nữa là phận sự của pháp nó như thế nào. Thứ ba nữa đó là sự thành tựu của pháp đạt kết quả ra sao. Rồi nhân sinh ra đó là cái chi, hay là nhân cần thiết để hình thành ra cái pháp đó. Chúng ta luôn luôn đặt cái nghĩa đó là nhân. Bốn ý nghĩa. Trạng thái của tâm là suy nghĩ. Trạng thái của tâm là suy nghĩ hay là biết cảnh. Biết cảnh, rồi chưa? Biết cảnh, từ ngữ của nó là từ ngữ là chích tá. Do từ ngữ căn của nó là chích. Chích là suy tư. Suy tư, suy nghĩ. Hay là hiểu biết. Hay ta gọi là hiểu biết, từ ngữ căn của nó. Do đó đó, trạng thái của tâm là gì? Là luôn luôn là biết cảnh hay là suy nghĩ về cảnh. Đó là trạng thái của tâm. Phận sự của tâm là gì? Nó dắt dẫn tâm sở đến với cảnh, và những thành phần phụ thuộc với những thành phụ thuộc của tâm đến với cảnh. Tâm không phải là một hộp chất. Tâm nó là một đơn chất. Tâm nó là một đơn chất, nhưng mà nó có những cái tâm sở phụ thuộc với nó mới hình thành ra được cái trạng thái hiểu biết cảnh được. Cho đó nó được gọi là có những thành phần phụ thuộc của nó, gọi là tâm sở hay là sở hữu của tâm. Như chúng ta nói thí dụ, một ly nước, ta đã lấy nước đúng không nào, rồi chưa? Rồi, một ly nước ta nói, rồi nước đây nè, rồi bây giờ chúng ta bỏ chanh vô, ta bỏ chanh vô đúng không? Ta bỏ chanh vô thì ta gọi là gì? Nước chanh, nước gọi là nước chanh. Rồi ta bỏ đá vô, chanh đá. Rồi ta bỏ đường vô, chanh đá đường. Hay quá ha, tiếng Việt Nam gọi là nước chanh đá đường, phải không? Đó thì chúng ta thấy không nè, do đó đó thì chúng ta cứ bỏ nó vô thì tâm cũng vậy. Tâm đó là một cái trạng thái đơn thuần của nó. Bây giờ ta bỏ tham vô thì nó gọi là gì? Tham.
ta bỏ xăng vô thì là xăng, ta bỏ xi vô là xi. Nhớ không nào? Đó, những cái thành phần này nè là những thành phần phụ thuộc của tâm, ta gọi là tâm, tâm xả. Đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh, đồng nương một căn, đó gọi là tâm xả. Thành tựu của tâm là cái chi? Là sanh diệt không gián đoạn. Sanh diệt không gián đoạn. Thành tựu của tâm là nó sanh diệt mãi và không gián đoạn một phút giây nào cả. Đó là sự thành tựu của cái tâm. Rồi cái kế tiếp nữa, nhân sanh ra cái tâm là gì? Phải có danh và sắc. Hai cái này đó là yếu tố cần thiết để mà cho cái tâm được có. Rồi chưa? Rồi chúng ta nói qua tiếp cái phần đó là tứ ý nghĩa của cái tâm. Rồi sau đó chúng ta qua cái phần này nữa là nhân sanh ra tâm. Đấy nè, nhân sanh ra tâm, bốn nhân sanh tâm, tứ nhân sanh tâm, tứ nhân sanh tâm. Nãy chúng ta đọc rồi đó. Thứ nhất là nghiệp quá khứ hình thành ra cái tâm. Nghiệp quá khứ hình thành ra cái tâm. Thứ hai là tâm xả. Thứ ba là phải có cảnh là làm sanh ra tâm. Thứ tư là phải có thần kinh để nó nương vào. Như tâm nhận thức thì phải có thần kinh nhãn nương vào thì nó mới sanh ra được cái tâm nhãn thức. Người ta biết cái gì đó, đó là tứ nhân sanh tâm. Rồi chưa? Rồi chứ nữa, rồi chúng ta qua cái phần mà tứ nghĩa, tứ nhân sanh tâm xong rồi chúng ta mới bắt đầu tìm tới cái gì nữa. Nhưng những cái mà tâm ta có mấy loại, ta bắt đầu ta qua phần phân tích. Phần phân tích nè, tâm ta có hai loại đúng không? Tâm ta có hai loại. Tâm thứ nhất, tâm có hai loại là tâm nghĩ chuyện đời. Tâm nghĩ chuyện đời, tớ ngồi nghĩ tới chuyện thế gian không, ta gọi là tâm hiệp thế. Rồi cái tâm nghĩ tới có con đường mà đạo quả giải thoát, tôi là tâm siêu thế. Phải chưa? Đó, tâm siêu thế. Rồi, cái thứ hai. Rồi, cái tâm có mấy loại? Ta có ba loại hay là bốn loại. Tâm nghĩ tới chuyện xấu. Tâm có nghĩ tới chuyện xấu, ta gọi là bất thiện. Tâm nó nghĩ tới chuyện xấu. Rồi, cái tâm nghĩ tới chuyện tốt, ta gọi là tâm thiện. Tâm mà nghĩ chuyện xấu, nó do bởi cái nào? Do bởi ba nhân cấu kết hình thành cái nó. Là do bởi tham, tham sân si. Với tham sân si làm cho tâm nghĩ tới chuyện xấu là tâm bất thiện. Với cái tâm nào nghĩ chuyện tốt là do ba nhân vô tham, vô sân, vô si. Rồi tâm nghĩ tới cái trạng thái kết quả của nó, tôi phải đón nhận cái quả của tôi. Do đó ta gọi là tâm vô ký. Tâm vô ký nó chia làm hai là tâm quả và tâm duy tác. Tâm tạo tác mà không có để là kết quả của hành động đó, chỉ có tâm này là dành cho bậc A-la-hán mới có sở tâm duy tác. Còn cái ta đây là chúng ta thọ lãnh cái quả từ nơi thiện và bất thiện, ta biết được cái quả đó nó đổ tranh chỗ sanh cái ta thì ta gọi là sở tâm quả. Như vậy thì bất thiện, bịch thiện và thiện, hai cái đó chúng ta định nghĩa cái thiện nó ra sao và bất thiện nó ra sao. Thiện nó có năm, bất thiện nó có năm, hai cái nó đối ngược lại nhau. Được chưa? Rồi, nói tới thiện, ta nói tới thiện là những cái gì? Nói tới thiện là những cái gì là khỏe mạnh? Nói tới thiện là những gì khỏe mạnh? Nói tới bất thiện là những cái gì gọi là bệnh hoạn? Nói tới bất thiện là bệnh hoạn. Nói tới thiện có gì là khôn khéo? Nói tới thiện là những cái gì khôn khéo? Nói tới bất thiện là những cái gì là gì? Dụng về. Nè, nói tới thiện là những cái gì là tốt đẹp? Nói tới thiện là những cái gì mà tốt đẹp thì nói tới bất thiện là những cái gì là xấu, xấu xa. Nói tới thiện là những cái gì là hữu ích, nó có ích, có giá trị, có lợi ích thì nói tới bất thiện là gì? Nói những cái gì vô ích. Nói tới thiện là cho ta quả được an vui thì nói tới bất thiện cho ta quả khổ đau. Rồi chưa? Vậy thì khi ta làm một tâm thiện, khi ta làm tâm thiện là nó bao gồm bốn cái điều kiện này. Và kết quả của bốn điều kiện này qua một việc hành động thiện ta làm đó thì nó đưa ta tới tạo quả an vui, ta được đón nhận. Vậy thế à? Khi ta làm một điều bất thiện thì ta là hiện bày cho bốn cái điều này, ta làm một điều bất thiện, ta xấu xa, ta dụng về. Quý chư tăng chư ni thấy cái người mà cái tâm bất thiện đó, họ không có bao giờ mà họ bình tĩnh đó, đó. Họ dụng về, họ nhút nhát, họ sợ hãi, bắt đầu có những cái điều gì nó mờ ám, không có chân chánh đó, thì họ làm lúc nào cũng có cái trạng thái là giờ là
không có khôn khéo, họ vụng về ngay tại đó, rồi họ hiện bày cái xấu xa, cái mặt họ lắm la lắm lét, hay là họ cái trạng thái nó không có bình tĩnh đó, là những cái đó là hiện bày của tâm bất thiện. Còn cái người mà họ làm việc thiện đó, họ an vui khỏe mạnh khôn khéo tốt đẹp, họ tự nhiên làm điều gì cũng có hữu ích á, cũng giống như chư tăng chư ni đây toàn là việc thiện không, không có bất thiện đó, nên là vậy đó, nghe kịp chưa? Rồi đó, thì khi ta ngồi thiền, ta nói tới tâm trì quán, ta ngồi thiền, thì chư tăng chư ni chúng ta phải nhớ một cái điều mà chúng ta ngồi thiền, hai cái nó khác biệt nhau, thọ trì quán nó sẽ khác với cái tâm trì quán ở chỗ nào. Chúng ta phải nhớ, khi chúng ta đau khổ, thì đau khổ về thân, ta đau khổ về thân, thì lúc bây giờ cái tâm của ta đau khổ về thân nè, ta đang đau khổ về thân, thì cái tâm của ta đang hiện bày cái tâm nó tâm gì? Ha, tâm ta hiện bày tâm gì? Thì hiện bày cái tâm ta là tâm sân. À, ta đau khổ, ta hiện bày tâm sân. Nha, chúng ta nhớ nha, khi ta, người ta có buồn, ví dụ như ta nghe tin mẹ ta mất, ta ngồi thiền, ta nghe tin mẹ của ta mất, ta ngồi thiền dưới cái tâm trạng mà ta đang ngồi thiền đó, để diệt cái tâm đang cái buồn, đang diệt cái nỗi buồn cái tâm của ta đang có, thì ta đang gọi là u thọ về tâm, đúng không? U thọ về tâm, thì lúc bây giờ tâm ta cũng đang hiện bày của tâm sân, chúng ta phải thấy thơ đỏ vậy đó, ta thấy hiện bày tâm sân. Như vậy thì nếu như mà ta nói về, ta niệm về thọ, nếu như hành giả muốn coi về thọ thì mình phải niệm khổ à, khổ à, khổ à, hay là ta nói buồn à, buồn à, buồn à, chứ tăng chứ nên nghe kẹp ha, mình phải nói đúng cái thọ mình đang nói về thọ tùy quán đó. Thì khi ta ngồi thiền đó, mà bữa nay mình nói chứ, bữa nay ta thử ta ngồi thiền coi cái thọ tùy quán của ta ra sao, coi cái cảm thọ của ta sao, cảm xúc của ta sao, thì chúng ta cứ tập trung cho cái thọ thôi, đừng có qua cái tâm, đừng có qua là chúng nó mình niệm sân rồi tham rồi si, cái đó là đi qua cái tâm thì quá. Còn khi chúng ta ngồi thiền mà có cái tâm của ta, thì ta có hai cái thôi, một là sân, hai là không sân, hai là không sân, hai là một là tham, hai là không có tham. Lúc đó là mình coi, ví dụ như bữa nay ta ngồi thiền mà ta nói chứ, tôi gán bữa nay tôi ngồi thiền cho nó được kết quả ha, mới đầu vô là pháp dục thiệt, nghe hay lắm, tôi ngồi thiền bữa nay tôi gán là kết quả, chứ hai ba ngày nay ngồi không kết quả buồn ghê vậy đó. Bên này gái ngồi mới đầu vẫn nghe pháp dục, nhưng mà ngồi một hồi đó là họ cố gắng dữ lắm, nhưng mà họ không xong, họ cố gắng mà họ không xong, kẽn nó đánh tới rồi, chuông nó báo để mà xả ngồi để đi qua hành. Tại vì ở bên bản nó có cái giờ thiền, nó có giờ một giờ ngồi một giờ đi, một giờ ngồi một giờ đi, thì cái khi mà giờ ngồi á thì cho ngồi, tới cái kẽn đánh lên cái giờ đi á thì mình đổi qua mình đi. Nhưng mà cái anh này ảnh không chịu đi, ảnh nói phải đi, phải ngồi cho nó xong luôn đi. Cái đó lúc bây giờ đó, ảnh có tham không hay là ảnh có pháp dục? Cái đó cũng phải coi thiệt cái tâm mình đó, chứ không ai nói đâu, không có ai nói, không có vị thiền sư nào là nói anh đó hết á, tại vì cái đó là sự tự do của con người của mình, hành giả của mình quyết định. Nhưng mà lúc đó mình, cái người hành giả đó ngồi, tại vì anh ta muốn cho được cái này thành tựu, mà có thể mà nó là một lời anh ta nói với bạn bè, cái này ta ngồi thì kết quả, mà sợ ra không kết quả thì bạn bè cười chê, thì anh ta ngồi với cái trạng thái là gì? Sân và tham. Họ đang gì cái tham? Họ đang vừa sân và vừa tham. Sân là gì sao? Nóng lòng cho bằng được. Mà tham là gì? Được người bạn khen. Người bạn khen. Thì lúc bây giờ mình phải niệm sân à, sân à, sân à, tham à, tham à, tham à. Còn cái tới khi mà mình thấy cái đó mà nó khởi sanh lên một cách mau lẹ, nó khởi sanh lên một cách mau lẹ, hồi nãy mình đang vui, đang đời pháp dục, mà đổi qua cái trạng thái là sân lên như vậy đó, là mình thấy nó là nó có cái tập khí. Cái tập khí đó là cái thói quen. Cái thói quen nó hình thành lên đó là cái lậu hoặc nó xen kẽ vô rồi đó. Nó ngúng vô trong đó. Nó ngúng vô trong đó. Mà mình không có thấy được đó. Thì là mình cứ theo cái tâm không à. Mình cứ theo cái tâm mình niệm. Khi mình tâm mình đang nổi lên sân, cái mình nó sân à, sân à, sân à. Khi mình nổi lên tham, mình niệm tham mà, tham à, tham à. Còn cái niệm một chút đó, nó không hết. Mà ngồi niệm hoài đó, mà không hết đó. Mà quý Phật tử, quý chư tăng như này biết, nó có hai cách nữa. Một, niệm hoài không hết, bỏ trở lại hơi thở, không có để tới nó, phớt lờ nó luôn, không để tới nó. Mình trở vô, vô à, ra, vô à, ra.
cái sân nó nổi lên lại, cái sân nó đang nóng nó nổi lên lại, tức tức nó nổi lên lại. Cái mình nhìn trở lại nó, sân hả, dữ vậy, sân hả, rồi cái mình trở lại bỏ, trở vô hơi thở, vô ra không thèm biết tới đó. À, là vậy đó, cũng như vậy, cũng như ta ngồi thiền, mà ta có cái tham, ta ngồi thiền ta có tham, đó. Thì khi ta ngồi thiền á, ta bắt đầu vô cái tham nó lên, cái mình nói tham à, mà cái tham nó cuồn cuộn, làm sao mình được cái này ha, làm sao mình có được kết quả cái này ha, làm sao mình cái này mình được chứ, rồi cho ngồi chứ bây giờ khổ quá, mình bao giờ cứ bậy, cái tham nó cứ nuôi nó đốt mình lên á, cái đó không phải là cái tham nữa, mà cái này là cái lậu hoặc nó đang đốt mình lên, cái lậu hoặc nó đang đốt mình lên trong đó. Thì lúc bây giờ đó mình cái niệm cái tham này á là mình đang nuôi cái này, mình đang che giấu cái này, mình không cho nó thấy, mình không cho nhìn thẳng cái đó. Cái này là mình đang bị cái dục lậu đốt mình lên, cái dục lậu nó đốt mình lên để nó hiện bày cái tham. Mình niệm cái ngoài cái tham không là mình niệm cái vỏ, không có niệm trong cái ruột. Cái ruột cái đó là cái dục lậu ở trong nó đang nuôi cái này lên. Do đó đó mình phải nhìn qua tới cái pháp, mình nhìn qua cái pháp là tại sao mình phải tham dữ vậy. À, cái tham này là do mình nuôi từ nơi cái lậu hoặc. Thì mình nhớ trở lại, đây là nghiệp quá khứ, nhân sanh ra tâm. Nghiệp quá khứ nó làm cho mình ra cái tâm này. Dạ ha, cái nghiệp quá khứ là gì? Nết quen thường tham trong đời quá khứ, bây giờ trở lại sinh ra tham vẫn hiện hữu không chưa hết. Cái đó là nghiệp nết quen thường tham trong quá khứ. Mà nết quen thường tham trong quá khứ là gì sao? Mình ở trong đời này, ở trong kiếp nhiều xuân tử luân hồi nhiều quá, là quạt nó lên. Do đó đó mình mới thấy cái nghiệp quá khứ nó dẫn tới mình điểm danh ra được cái nhân sanh cái tâm này là tại sao mà tham mà không hết được đó. Thì cái nghiệp quá khứ nó lên, bắt đầu mình kiểm. Không phải là tâm sở, không phải là cảnh, không phải là thần kinh, nằm yên ta đó mà. Nhưng mà cái nghiệp quá khứ nó đúc mình lên. Cũng như Chư Tăng trên đây thấy ở ngoài đời đó, nghe không? Cái chuyện nhỏ xí xì à, mà chúng nó xé ra to. Rồi qua tiếng lại chút xíu, chúng nó bể nhà đang nát hết. Là tại sao? Nó thúc. Mà mình không biết á, mà không biết dừng lại. Thì cái nết quen thường sang tường săn, nết quen thường tham nó đúc nó lên đó, mình không hay. Cái mình gớt vô trong lốc đó, không hay. Là mình bắt đầu vô cãi. À, sao mà đi giờ giấc này không có cô giờ, càng ngày đi càng trễ vậy? Ừ, thì mình trình bày á. Thì đi trễ là do nó kẹt xe. Đi trễ là do trường hợp đó là hồi nãy đang đi nửa đường mất tiểu quá, phải dừng xe lại đi tiểu chứ. Mình chung đã chạy về, đi ướt hết chiếc xe sao? Rồi đó, mình phải nói ra. Nhưng cái bên kia không chịu. À, đừng có nói có, nói lý do này, lý do kia hoài không được. Hai bên cãi qua. Bên, bà làm dữ vậy, bà làm mà lớn tiếng, hai bên cãi nhau cái đó bùng. Thì cái đó đó là mình phải coi cái nết quen thường săn của mình nó có bắt đầu nó bọc lên, cái này nó đang hình thành lên, nó làm cho cái săn này nó lên. Chứ thực ra có chút xí à, mà nếu mà mình niệm săn à thì thôi mình bỏ qua. Thí dụ như mình vừa bước vô mà bị thầy trụ trì là nãy giờ đi đâu mà không thấy mất tiêu à, dạ con mắc bạn. Cái ông thầy ông nói tiếp, bạn cũng phải thưa chứ, dạ con hiểu rồi. Cái mình bỏ, mình đi chỗ khác đi, mình đừng có đứng đó. Tức là mình bỏ qua, mình đứng ở đó chút xíu, mình săn sao, nếu tánh mình quen săn mà, mình săn sao mình bỏ đi, mình bỏ đi qua chỗ khác, hay là mình lại lấy nước uống đi cho nó dần xuống. Cái đó là mình đang diệt cái nghiệp quá khứ này, mình đang diệt cái lậu hoặc này trước, để rồi mình đối diện cái săn này sau lại, rồi coi cái nó hết hay không. Rồi bắt đầu mình sửa là cái gì, mình lại mình coi lại. Thưa thầy, nếu mà con có lỗi thầy chỉ dạy cho con, chứ nếu con không hiểu đâu thì con khi con làm lỗi thầy buồn, thì dặn con không có vui, thầy nói cho con nghe đi. Ông thầy mới nói chứ, tôi thì tôi muốn cái gì, tôi muốn gì, dạ từ đây con biết rồi, từ sau con không làm nữa. Cái đó mình thấy mình duyệt được cái tâm sân mình liền à, chứ không phải là mình làm vừa làm ổng. Mình duyệt được cái tâm sân của mình chứ không phải làm vừa làm ổng, cái đó là cái chính. Chứ còn không á, mình nói chứ thầy muốn cái gì thầy nói đại đi cho gò đi, cái đó là mình nuôi cái sân mình lên, mình nằm có nuôi cái sân mình lên, chứ đâu có phải là mình làm cho cái sự tu mình đã có đâu. Cái đó đó mình phải hiểu. Thì cũng bắt pháp thiền quán cũng vậy, đã áp dụng trong đời, áp thiền quán cũng vậy. Khi mà cái tâm sân nó lên á, nó là một, nhưng đằng sau lưng nó có cái gì nó đang cho cái sân này lên, cái mình phải tìm ra được cái thằng sau đó. Mà tìm ra được cái thằng sau đó là mình quán, chứ còn mình thấy nó chỉ là mình mới thẩm thị thôi, mình mới nhìn nó à, chứ đâu có biết đằng sau nó có cái thằng đằng sau. Cái thằng mà giám đốc nó không đáng, mà dám làm nó sợ.
quý Di Tăng cái này phải cắn. Do đó đó, mình là tâm tùy quán, là mình đối diện nó. Đối diện nó không phải là đối diện một chỗ một. À, nó đi một bè lũ lận. Một bè lũ nó là gì? Một nhóm tâm sở nó lên nè. Nó lên một nhóm bè tâm sở nó lên nè. Nó đâu đi một mình ơn nó đâu. Đâu phải một mình ơn là tâm sân đâu. Một mình anh tâm sân này biết bao nhiêu bè không? 20, 22. Và nếu mà ta phân tích ra 22, 20 là như thế này. Tứ si phần nè, nó có trong sân nè. Rồi đó là có tứ sân phần nè, nó có trong đây nè. Rồi đó, đó là hết 8 rồi. 13 cái bọn tợ tha nó đi chung với nó nữa nè. Là mình thấy nó ra nhiêu rồi. Hết hồn không? Trời ơi, nó làm tới 21 rồi. Mà nó kia mà nó, mình đánh một mình đó. Tâm sân. Đâu có. 4 cái si phần nó đánh vô. Sân, si, vô tàm, vô quý. Chịu cử. Nó đánh vô cái trạng thái nó đã vô tàm vô quý rồi đó mới săn. Mà nó đã săn rồi mà nó vô tàm vô quý, mà mình trội với nó đó thì mình chết thôi à. Nó đâu có biết mắc cỡ, nó đâu biết hổ thẹn đâu. Mình là chán kiểu nó, chán muốn vua mà. Đụng vô cái chán kiểu mình bể nó mẻ làm sao. Anh muốn gây chuyện. Nhưng mà anh có bè, anh có lũ, anh có bọn, có băng, có đảm, bự quá. Từ từ. Trở lại hơi thở, hít vô. Hít ra. Để làm gì? Mình lấy cái sự bình tĩnh mà lại. Hay mình lấy cái trí tuệ mình lại. Chúng ta thường nhớ giận quá mắt khôn hay là gì? Mắt khôn quá giận chứ. Đúng không? Không có bao giờ mình nói giận quá mắt khôn hết đó. Giận quá mắt khôn. Không có. Về chi pháp nó không có nói vậy. Mình mắt khôn. Mình mới quá cái giận hờn. À, mắt khôn mình mới quá cái giận hờn. Mà mình người mà khôn ngoan đó, ngon ngọt dịu dàng, nó chết rồi luôn. Ta gọi là ngọt mặt mà chết. Hay quá, có đây hay ha. Mới vừa nói ra cái chết khu liền ha. Cái này là có kinh nghiệm hết rồi đó. Nên đó mình đừng có giận. Mình giận là mình dạy. Dạy là vì sao? Mình đánh lại một băng một bọn á. Từ từ, chuyện đó đâu còn đó. Hãy đòi đấy nữa, trời ơi. Mình giải quyết đâu có đòi. Mình từ đó. Thì mình mới lấy trí tuệ lên. Trí tuệ gọi là tệ quán. Quán lên mình nhìn thấy cái săn nó. Nó có một bọn, 20 bọn nó đứng sau lưng. Nó có thêm thằng hai thằng nữa là hôn trầm và thùy miên. Nó đánh tới nữa đó. Nó mà hôn trầm thùy miên đó là nó mũi lượt rồi. Nó đâu có sáng suốt nữa đâu. Nó nhào u vô thôi à. Nên làm sao được. Mình cái đó cái kiểu như nó cùi mà không sợ vậy đó. À cái này hay quá ha. Mình chưa có cùi mà biết là sao không sợ lỡ rồi. Nó cùi nó không sợ ngứa thôi. Được cái đó nó lỡ. Mà chưa cái đó đó mình mới thấy nó giữ ha. Nó giữ mình nó từ từ. Chuyện đó từ từ. Mới bắt đầu mình lấy hơi thở vô. Đó thì cái pháp quán mình là gì đó. Pháp quán mình ngồi đâu? Ở đâu cũng vậy. Không phải trong ngồi thiền đường. Mà trong cái ngoài đường cũng vậy đó. Mình đang đi mà trời nắng quá cái tâm mình săn lên. Tại sao mình săn? Mình giận ông trời làm cho mình nóng sao? Mình sao mình đánh được ông trời? Ông trời xa quá đâu đánh được. Cái mình giận mình tự nhiên mình giết mình sao? Tự nhiên mình săn mình nổi lên cái mình nổi điên lên khùng lên sao? Không có. Mình coi từ từ. Tại sao săn vậy? Từ từ đâu còn có đó. Săn vì khát nước, săn vì nắng làm nhức đầu, săn làm đổ mồ hôi, mình sợ mình dơ hay là gì mình bắt mình tìm ra. Trong thời gian tìm ra đó, mình hít hơi thở vô ra, thôi ra, vô ra. Dục quán cầu mưu, mình tìm cái kế, mình đi tìm cái kế nó coi, mình tìm cái đó, gọi là quán sát theo dõi. Hiểu không? Ta phải quán sát theo dõi, ta gọi là tùy quán. Chứ đâu có phải chúng ta nhào vô, vô đâu. Săn, tham đâu. Như nè, chư tăng trên này phải. Rồi chưa? Chúng ta qua tới cái phần. Đó, rồi chưa? Khi ta ngồi thiền á, chúng ta phải làm cái đó. Rồi cái kế nó bây giờ ta qua cái pháp. Chúng ta qua cái pháp nha. Chúng ta qua cái pháp, pháp tùy quán. Nên là chúng ta làm cái để cái ngày mới á. Sự đưa cái kỹ thuật nó rất là quan trọng. Nên bữa nay chúng ta làm xong hết này. Giờ ta qua cái tâm tùy quán. Chúng ta qua cái tâm tùy quán chúng ta thôi coi nè. Tâm thì nó biết nhiều cảnh lắm. Tâm nó biết nhiều cảnh. Chứ tăng trên này sự lưu ý cái này cho để nè. Phật tử ở trên Virginia, Maryland, UDC đó. Họ biết cái kỹ thuật sự viết bản lắm. À, sự viết bản cái gì họ làm y như vậy nè. Chứ còn không chút xíu là họ không có đủ giấy họ viết à. À, chứ tăng trên này hiểu không? Sư hay chỉ ra lắm. Chúng nó mọc nhánh mọc rễ ra tùm lum ở trên á. Cái chúng nó la lên, sư không cho biết, giờ còn hết giấy con ghi rồi.
Nhớ chưa? Rồi, nè nghe nè. Tâm nó biết nhiều cảnh. À, cái cách ghi của sư nè. Tâm nó biết nhiều cảnh. Tâm nó biết nhiều cảnh. Thấy không? Thấy nó gào không? Thấy nó gào không? Bắt đầu chỉa rồi đó. Tâm nó biết nhiều cảnh. Cảnh gì mà nó biết? Nó có những cảnh nó biết. Đó, nó có những cảnh nó biết. Thì chúng ta biết không? Cảnh gì nó biết? Cảnh sắc nè. Đúng không nè? Cảnh sắc nè. Cảnh thân nè. Cảnh khí nè. Cảnh vị nè. Cảnh xúc nè. Đúng không nè? Cảnh pháp nè. Tâm nó biết nhiều cảnh lắm. À, mỗi cái nó đều có cái tên gọi của nó. Là tâm nè mà biết cảnh sắc đó. Ta gọi là tâm nhãn thức nè. Đúng không? Tâm nhãn thức. Rồi. Rồi cái tâm mà biết nhĩ thức á. À, tâm mà biết thân á, cảnh âm thanh á. Thì là tâm nhĩ thức nè. Được chưa? Rồi tâm mà biết khí đó là tâm tỷ thức nè. Tâm mà biết vị đó là ta gọi tâm thiệt thức nè. Tâm biết cảnh xúc nè là tâm thân thức nè. Được chưa? Khi mà tâm nó biết nhiều cảnh, ta nói cảnh gì nó biết? À, nó biết cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Không phải. Nó không phải nó biết gì không đâu. Cái tâm nó còn ghê hơn nữa. Là nó thích cái sắc này, nó thích nè. Ví dụ cho ta vào một cái vườn hoa. Ta vào một cái vườn hoa, ta thấy đủ các loại hoa hết. Nè, hoa hồng nè, hoa lily nè, thấy không? Hoa magnolia nè, hoa tulips nè, nó có nhiều loại hoa. Rồi biết không? Mình nó nhiều quá. Rồi cái đâu phải mình ôm hết tất cả cái hoa đó để vô một trong cái trạng thái mình thích đâu. À, tâm biết cảnh, tâm biết nhiều cảnh. Tiếng Bali nó gọi là aramana. À, mình coi tiếng Bali mà Đức Phật này dùng nó chính xác lắm. Aramana là cảnh. Nhưng trong các loại hoa mình chỉ lựa ra một loại thôi, một loại thôi. Lúc đó nó cái ý của mình muốn hiểu lựa cái nào thì cái đó nó trở thành là đối tượng của cái tâm. Đúng không? Hoa hồng, hoa sắc, hoa đủ thứ xanh vàng tím đỏ hay là hoa thơm không hoa thơm. Nhưng mà trong khi biết đó là tâm biết. Nhưng mà cái ý của mình là gì? Chỉ lựa một đối tượng mà thôi. Đồng ý chưa? Tiếng Bali nó gọi là alampana, alampana, alampana. Tức là nó chọn, nó biết ra một cái đối tượng của nó. Ra đối tượng đó. Thì cái đối tượng đó để mà trở thành là cái mục của nó, huyền tư của nó, thì cái thức, cái ý thức của nó khởi lên là gì? Cái này là pháp của tôi rồi đó. Thấy không? Pháp của tôi. Do đó nè, chỉ tăng trên này ngó nè, tâm nó rút vô cái ý để mà tìm ra sự nhận thức. Nó quay ra bên đây, ta gọi là tâm ý thức biết pháp. Được chưa? Đó, chúng ta nghe kịp ha. Rồi chúng ta nghe, được chưa? Rồi, tất cả cảnh sát. Chúng ta mình mở cái bên này. Cái này bắt đầu có chữ giấy không? Chúng ta mở cái giấy bên này, bắt đầu mở nè. Đó, bắt đầu tràn qua bên này. Cái gọi là xâm thực. Xâm thực từ trái qua bên phải. Được chưa? Rồi, khi mà sắc ta thấy, khi mà sắc ta thấy, cái ý người ta lựa cái sắc đó làm đối tượng. Thì cái đối tượng đó ta nuôi dưỡng ở trong cái nhận thức của ta. Nên là cái pháp của ta riêng biệt của ta rồi đó. Được chưa? Rồi, trong khi đó đó, thì cái pháp nó hiện bài của mấy? Đó, bắt đầu nó chia ra. Pháp hiện bài nó mấy? Nó ra chia ra. Đó. Tại sao ta thích cái sắc đó? Tại sao ta thích sắc đó? Tại vì cái ngũ triền cá nó làm ra. Nó cột cái tâm của ta vô trong đó thôi. Do cái này nó cột ta vô. Ngũ triền cá nó có nằm. Ta có tham, sân, hôn trầm, thì miên, trạo hối và hoài nghi. Nghe chưa? Tại sao ta thích cái cảnh sắc đó? Thì cái tham chuyện cái này nè, cái tham chuyện cái này nè, nó chạy vô cái nằm trong cái pháp này ta thích. Ta sẽ lý giải cho cái tâm ý thức là gì? Cái sắc đó mà tôi thích đó là vì bởi cái tham chuyện cái này cột của tôi vô đó. Vì đó thì khi mà ta hành thiền mà qua pháp niệm xứ, thì cái gì mà ta dính vô trong đó, cái pháp đó hiện bài lên, mình tìm ra được tại gốc đó. Rồi, tại sao cái sắc này mình không thích? Tại sao cái sắc này không thích? Mình rút nó vô, cái tâm này, tại sao mình không thích cái sắc này? Cái ý cái này tôi không chọn đó là đối tượng của tôi. Thì tâm ý thức này nó báo qua bên này, nó cái pháp đó tại sao không thích? Thì cái này là sân chiền cái, nó đánh vô trong này, nó báo lên là không thích cái sắc đó. Rất liền. Còn cái tại sao mà trả hối là phóng dật và hối hận, tại sao không lựa? Tại sao không lựa cái sắc này mà lựa sắc kia? Cái bông này không lựa mà lựa cái bông kia? Tôi chưa quyết định được, tôi còn đang suy nghĩ.
tôi đang suy nghĩ, tôi chưa có quyết định được là cái bông này nên mua hay không mua. Cái trên chợ hối này nó chạy vô trong cái pháp này, nó báo cho tâm ý thức, nó nói cho cái ý này tôi chưa chọn, tại vì tâm tôi chưa quyết định nên chưa lấy được cái sắc đó. Nó ra cái triền cái rồi, hiểu chưa? Do đó mình thấy là nó vô, nhưng mà vô như vậy đó, nó vô như vậy đó, vô nó như vậy. Cái sắc đó mình chưa vừa ý, cái sắc này mình nghi ngờ, ngọt mặt mà chết hùi nha, chắc bộ nó dụ mình đây. Đức Phật nói trong cái vị ngọt có sự nguy hiểm của nó có cái sự nguy hiểm của nó, thì mình phải xuất ly, phải có xuất ly. Đức Phật nói trong cái vị ngọt nó có cái sự nguy hiểm và xuất ly. Tại sao ta biết được có vị ngọt? Tại vì ta có ghi nhớ. Mà ta biết tại sao ta biết là nguy hiểm? Ta có chú tâm theo dõi nó, và ta mới thấy được cái con đường ta đi phải là xuất ly, niệm định tuệ, thấy pháp bởi niệm định tuệ. Trong bất cứ pháp nào nó cũng có bởi góc độ nó, rồi chưa? Rồi, như vậy thì khi âm thanh nó đến, cái mũi ta đến, ta nghe, lưỡi ta đếm, bắt đầu nó gớt cái chuyện cái nó dẫn đi. Con người ta làm theo bởi cái pháp nó nuôi ta, và pháp nó giết ta, pháp nó hình thành ta, và pháp nó lôi cuốn ta chạy theo bởi cái pháp đó. Ngồi thiền quán, pháp thiền quán ta nhìn thấy ưa và ghét, thích và không thích. Cái này pháp gì? Pháp triền cái lo gì? Tham triền cái vô, điểm danh được tham triền cái, chứ ta không điểm danh cái ưa, ta không có điểm danh cái ghét, ta không điểm danh cái thích và không thích, ta không có nữa. Cái đó là bên ngoài, cái đó là chỉ là một cái gì ngọt ảo bên ngoài. Ta niệm vô ta thấy rồi đó, thì cái định của ta đã bắt đầu nhìn vô thấy được cái triền cái này, thì tuệ của ta là gì? Tuệ quán tại đó mà ra đi. Rồi chưa? Rồi, qua thứ hai, cái triền cái nó chưa đủ để đánh ta. Ta ra được cái triền cái, tại vì ta chăm chú đối tượng mạnh. Ta chăm chú đối tượng mạnh, ta nhớ cái thiền chỉ chưa? Thiền chỉ là chăm chú đối tượng, diệt cái triền cái. Diệt triền cái xong rồi, chưa, nó đánh tay một trận nữa. Ngũ thủ quẩn nó lên. Ngũ thủ quẩn nó lên, nó cái chia làm năm. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đó là ngũ thủ quẩn, sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, rồi tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn và thức thủ quẩn. Bắt đầu nó lên. Cái này, cái sắc này tôi nhìn tôi thấy. Sắc này tôi nhìn tôi thấy. Tôi ưa tôi thích. Tôi nhìn thấy nó là cảnh. Sắc này tôi nhìn thấy. Tôi ưa tôi thích. Nó gớt gì trong đối tượng. Nó báo vô cái ý thức này. Tại sao cái sắc này mình ưa mình thích? Cái pháp nó bắt đầu nó chạy ra. Cái gì này là sắc thủ quẩn hay là thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn hay hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Lúc đó cái nó chạy ra, nó báo búp liền lên computer, nó chạy ra. Cái này mà anh thích á, thích cái sắc này á, là vì thọ anh muốn hưởng cái sắc này, hay là anh biết cái sắc này có giá trị và không giá trị. Cái thức thủ quẩn này nó lên, nó báo liền. Và lúc bây giờ đó mình tưởng cái nó là gì, đúng chưa? Cái tưởng thủ quẩn nó lên và mình hành động không? Hành động để mình chọn cái ưa thích này, nó hiện bài vô. Cái đó thì cái ngũ thủ quẩn này nó báo vô đây, đón nhận sắc. Sắc nó trở vô trong đây, ý thức đón nhận pháp này. Pháp này là pháp cần phải tùy quán. Do đó, giữa hai cái thọ tùy quán, giữa hai cái thọ tùy quán, ta quay lại trở lại. Giữa hai cái thọ tùy quán, nhớ là cái phần mà pháp tùy quán, cái phần mà pháp tùy quán mà nó nằm trong cái phần mà là thọ thủ quẩn, thì người hành giả họ sẽ thấy bị nhầm, họ bị confused, họ bị nhầm lẫn. Thì vì lúc này cũng thọ, lúc này cũng thọ, thì ta niệm cái gì, ta quán cái gì? Cái đó, cái chỗ này mình cần phải cẩn thận. Lúc đó hành giả bị confused là thọ thì tôi thọ khổ, thọ thì tôi thọ khổ hay thọ u, thọ của tôi là thọ hỷ hay là tôi đang thọ của tôi là thọ lạc, hay là tôi đang thọ hỷ. Thế thì không, cái pháp tùy quán này, mình đang quán pháp tùy quán này, thì cái thọ thủ quẩn này là nó đang cột trói mình ở trong cái thọ, để mình ở trong cái pháp này. Thì hành giả không có niệm hỷ u lạc khổ mà hành giả phải niệm là gì? Thọ thủ quẩn nó ra cái pháp liền tại đó. Chứ ta nếu mà ta niệm cái thọ khổ là lúc đó ta đang trở lại thọ thủ quẩn, thọ tùy quán chứ không phải thọ thủ quẩn. Cái thọ thủ quẩn này nó mượn cái danh này mà mình chấp giữ nó,
nó trở thành là cái trạng thái giữ của mình là trong pháp. Ý thức thì nó cột chó trong đó đó. Thì mình niệm cái pháp, mình đang niệm pháp thì mình thấy cái thủ quẩn này đang cột chó mình trong cái duyên của cái thọ. Cái duyên của thọ này nó làm sao ta có? Thì chúng ta nói cái duyên, nói tới cái duyên. Thì khi ta nói tới một cái thọ, thọ do đâu mà có? Thọ do đâu mà có? Chúng ta nói thọ do từ nó xúc. Đúng không nè? Như vậy thì xúc làm duyên cho thọ có. Thì duyên mà xúc nó làm cho thọ mà có đó, ta gọi là tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên mà xúc do đâu mà nương mà có? Là do nơi thần kinh, do nơi thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tiệt, nó làm cho ta có một dạng xúc. Xúc nó duyên bởi ba, đúng không? Xúc duyên bởi ba. Thần kinh nhãn có, thần kinh nhãn có, cảnh sắc có, và tâm nhận thức có. Tâm nhận thức có, nó hình thành ra một xúc, đúng không nè? Đó chưa? Thần, một xúc nó được gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc do là ba yếu tố. Phải có thần kinh nhãn, phải có cảnh sắc và tâm nhĩ thức, tâm nhận thức, nó ra là nhãn xúc. Như vậy thì duyên nào làm ta khởi lên thọ? Duyên từ nơi giặc, duyên từ nơi giặc, giặc thần kinh, có thần kinh mà nó sanh ra trước, nó bắt vô trong tâm nhận thức này để cho ta thấy được một cái nhãn xúc. Nó làm gì đó? Ta gọi là giặc tiền sanh. Mà nó có cảnh không? Nó có. Ta gọi là giặc cảnh tiền sanh duyên, nó sanh lên. Như vậy thì cái thọ này nó sanh ra sao? Nó đón nhận đó, nó gọi là hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên nó đang có, gọi là hiện hữu. Hậu sanh hiện hữu duyên. Và nó đang chưa rời khỏi mắt, nó còn đang giữ đây đó. Hậu sanh bất ly duyên, hai cái duyên này nó giữ lại. Nhìn thấy được cái pháp đó, thực ra chỉ là pháp, không có ta tôi trong đó. Quán chiếu ta đó, vô ngã.